Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 156. Nếu ngươi tin ta thì hãy uống nước sinh mệnh, ta thề không bao giờ làm tổn thương ngươi, tại thời điểm này ta thực sự muốn giúp ngươi từ tận đáy lòng, có phục dụng nó hay không, đều theo ý ngươi. Dương Mỗ nói ra những gì trong lòng, hắn kỳ thực không thể chịu đựng được việc lừa gạt nha đầu đơn thuần này. Bây giờ nói xong, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù sau khi nói ra, có thể sẽ xảy ra hậu quả ngoài ý muốn, cho dù trường hợp tệ nhất là Tuyết Hương sẽ bạo khởi giết hắn, nhưng hắn vẫn nói, đây là suy nghĩ trong nội tâm của hắn, tu đạo cần kiên trì bản tính và bản tâm, hắn cảm thấy đây mới chính là đạo. Nhóc con, ngươi ngốc thật đấy. Nói chuyện này cho nha đầu kia, ngươi có còn muốn chứng côn bằng hay không? Sau khi lời nói của Dương Bách Xuyên vừa dứt, giọng nói tức giận của Càn Khôn Chỉ Linh vang lên trong đầu. Dương Bách Xuyên cười khổ đáp lại Càn Khôn Chỉ Linh, ta không thể lừa gạt một nha đầu đơn thuần như vậy. Lúc này, Tuyết Hương lại không chần chừ mà một ngụm uống hết nước sinh mệnh nói, ta tin ngươi, mà lại ngươi nói đúng, nhu cầu về năng lượng cần cung cấp của tiểu bằng càng ngày càng lớn. Ta sợ lực lượng của chính mình sẽ không chống đỡ được đến ngày tiểu bảng xuất thế, cho nên ta cần sinh mệnh lực để khôi phục sức mạnh của mình bây giờ, ta tin tưởng ngươi. Dương Bách Xuyên nghe Tuyết Hương nói, hắn cảm thấy có chút ghen tị với chứng côn bằng, nó có thể gặp được một nha đầu như Tuyết Hương, vì để côn bằng xuất thế, cho dù nàng ấy biết mình sẽ chết vì chuyện này, cho dù là nàng ấy giao chuyện sinh tử cho hắn, cũng chỉ vì sức mạnh, nàng ấy vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để cung cấp năng lượng cho chứng côn bằng và để côn bằng được xuất thế. Hai, ta nên nói cái gì cho phải đây, nếu vậy ta hy vọng có thế hỗ trợ, sau này ta cũng sẽ cung cấp năng lượng cho chứng côn bằng được không? Dương Mỗ lúc này cũng không hề chán nản, nói câu này, không phải vì để côn bằng xuất thế, mà là để ngăn cản nha đầu này tiếp tục đi cung cấp năng lượng cho chứng côn bằng, cuối cùng hy sinh chính bản thân mình. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hàn tế luyện chứng côn bằng, năng lượng để cung cấp cho chứng côn bằng đã có hẳn, Tuyết Hương tất nhiên sẽ sống sót. Ta sợ nó sẽ không có tác dụng, tiểu bằng không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần một hỏa diễm nhiệt độ rất cao để ấp ủ, ngọn lửa phát ra từ tu vi hiện tại của ngươi có lẽ không đủ. Tuyết Hương nói. Dương Bách Xuyên khế mỉm cười, trong lòng khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu lục lam, hình hoa sen, toát ra nhiệt độ cực nóng, mỉm cười nói, nhìn xem, đây là tiên hỏa của ta, gọi là Thanh Liên, là tiên hỏa sệp. Hạng thứ ba trong tiên giới. Mặc dù hiện tại nó có thể không mạnh bằng hỏa diễm từ tu vi thâm hậu của ngươi, nhưng chỉ cần dùng nó để ấp chứng côn bằng là đủ, mà với sự tiến bộ trong tu luyện của ta, sức mạnh của Thanh Liên tiên hỏa sẽ chỉ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, vì vậy sau này ta có thể ấp chứng côn bằng với ngươi, được không? Vẻ mặt Tuyết Hương lúc này có chút do dự, nàng ấy nói, nhưng cung cấp sức mạnh cho tiểu bằng là sẽ tiêu hao sinh mệnh, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Ai, còn chưa kịp nói xong. Nàng ấy đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, sau đó toàn thân tỏa sáng rực rỡ, ầm ầm trở lại bản thể. Dương Bách Xuyên biết đây là sức mạnh của nước Bách Xuyên, vì vậy hắn nói với Tuyết Hương, đây là nước sinh mệnh đang nâng cao huyết mạch của ngươi, ngươi đừng lo lắng, mặc dù có chút đau đớn, nhưng vượt qua là tốt rồi, ngươi cứ mau cảm ngộ đi, ta sẽ chăm sóc tiểu bằng trong khoảng thời gian này. Cái gì, nhờ ngươi, mỗi tuần tiểu bằng đều cần một lần tẩm bổ pháp lực. A, ngao. Lúc này, Tuyết Hương gần như chịu đựng đau đớn, giải thích với Dương Bách Xuyên, nàng ấy biết mình không muốn liên lụy đến Dương Bách Xuyên cũng không được. Ngay lập tức liền thấy Tuyết Hương biến thành bản thể xoay vòng xuống, toàn thân phát ra ngân quang, hoàn toàn bao phủ nàng ấy trong đó. Dương Mỗ mỉm cười, lầm bầm, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chứng côn bằng. Hắn biết Tuyết Hương đã bước vào giai đoạn thanh lọc huyết mạch, hắn đã từng chứng kiến rất nhiều tình huống như vậy. Năm đó khi hắn thu phục được Tử Hoàng và những đại yêu khác, tình huống này gần như giống hệt nhau, điểm khác biệt là sau khi Tuyết Hương phục dụng nước sinh mệnh, thời gian phát tác chậm hơn một chút, khi Tử Hoàng cùng những đại yêu kia bị thu phục, chỉ cần phục dụng nước sinh mệnh, bọn họ sẽ lập tức bước vào giai đoạn tiến hóa huyết mạch. Đây có thể là sự khác biệt giữa sinh linh của tiên giới và tu chân giả. Còn chưa đủ, trong lòng Dương Mỗ lúc này đang nở hoa. Sau khi Tuyết Hương phục dụng nước sinh mệnh, hắn không biết phải mất bao lâu để huyết mạch được tịnh hóa, nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Về phần hắn, chỉ cần hẳn có 7 tuần, hắn có thể hoàn thành việc tế luyện chứng côn bằng, đến lúc đó hắn sẽ đại công cáo thành. Khi huyết mạch của Tuyết Hương được tịnh hóa xong và tỉnh dậy, hắn cũng hoàn thành việc tế luyện chứng côn bằng, cả hai đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Cho dù hắn nói sẽ không dùng năng lực khống chế của nước sinh mệnh để kiểm soát tuyết hương, thì lúc đó hắn cũng có thể ra lệnh cho trứng côn bằng, để trứng côn bằng tự mình nói muốn rời khỏi đây, đồng dạng cũng sẽ đạt được mục đích mà hắn muốn. Cuối cùng còn lại đều theo dự liệu của hắn, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tuyết hương hoàn toàn tiến vào quá trình tịnh hóa huyết mạch, Dương Mỗ nhanh chóng chờ đợi thời điểm hắn cần cho trứng côn bằng độ nhập năng lượng. Bây giờ hắn đã để lại ấn ký của mình trên trứng côn bằng dưới sự giúp đỡ của tuyết hương, hắn sẽ không bị tấn công bởi trứng côn bằng nữa. Dương Mỗ đến bên cạnh trứng côn bằng với sự phấn khích và mong đợi, cẩn thận đặt tay lên trứng côn bằng. Lần này, hắn thật sự không gặp phải phản ứng dữ dội, điều này làm cho trong lòng hắn hoàn toàn nhẹ nhõm. Trong lòng hắn hơi động, thanh liên tiên hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn thúc giục sức mạnh của càn khôn đạo nguyên trong cơ thể, đồng thời, một giọt tinh huyết xuất hiện, rơi xuống trên quả trứng côn bằng. Ong, trứng côn bằng phát ra một tiếng gầm, giống như đang hoan hô, trông rất hưng phấn. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, hắn biết trứng côn bằng đã chấp nhận lực lượng của hắn, không chỉ có như thế, nó còn khá vui vẻ. Về phần một giọt tinh huyết kia, nó âm thầm tiến vào, dựa theo lời nói của càn khôn chỉ linh. Phương pháp huyết tế được hoàn thành trong 7 lần, đây là một quá trình im lặng, trứng côn bằng hiện tại vẫn chỉ là một thể ý thức, nó không phát hiện ra đây là một khế ước huyết tế. Tất cả sức mạnh sẽ chỉ được hấp thu, vì vậy chuyện này để Dương Bách Xuyên yên tâm lớn mật làm điều đó. Sau khi pháp lực vận chuyển, trứng côn bằng ong ong tác hưởng, chú văn khắc trên bề mặt bắt đầu lưu chuyển, Dương Bách Xuyên cũng thúc giục phương pháp huyết tế, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, một làn sóng ý thức cũng xuất hiện trong đầu hắn. Ta thích lực lượng của ngươi. Dương Bách Xuyên biết đây là ý thức của trứng côn bằng. Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, ban đầu hắn còn sợ hãi trứng côn bằng bài xích, giờ thì tốt rồi, không có bài xích, ngược lại còn thích lực lượng của hắn, tiếp theo mọi chuyện dễ làm hơn nhiều. Làm theo phương thức nước ấm nấu ếch xanh, hoàn thành tế luyện trứng côn bằng, đến lúc đó dù ra sao hắn đều là người thắng. Lần đầu tiên chuyển lực lượng cho trứng côn bằng đã kết thúc. Dương Bách Xuyên lại cảm thấy cố hết sức, cả người vô lực. Không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, thực sự quá hao tâm tổn sức, hắn không tưởng tượng được nha đầu tuyết hương kia kiên trì đến bây giờ như thế. Nào, loại tiêu hao như này, đừng nói đại la, cho dù hỗn nguyên hoặc cao hơn cũng phải hao hết lực sinh mệnh. Trứng côn bằng không giống bình thường, lực lượng yêu cầu vượt qua sức tưởng tượng. Cũng may hắn còn tạm được, tu thần đạo. Lực lượng càn khôn đạo nguyên thuần tịnh hơn lực tiên nguyên cao giai, còn có cả thanh liên tiên hỏa nên vẫn có thể chịu được. Sau khi trứng côn bằng có đủ năng lượng sẽ tự động cắt đứt liên hệ với Dương Bách Xuyên, giống như một đứa trẻ ăn uống no đủ. Kết thúc lần đầu tiên, Dương Bách Xuyên vội vàng ngồi xuống tu luyện khôi phục lại sức lực. Thời gian dần trôi qua trong lúc hắn chuyển lực lượng cho trứng côn bằng và tu luyện. Lặp lại tuần hoàn. Mặc dù mệt nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện không phải không có thu hoạch, mỗi lần lực lượng trong cơ thể hắn bị trứng côn bằng hấp thu gần hết, sau khi khôi phục sẽ phát hiện lực lượng trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Cảnh giới chân tiên sơ phẩm của hắn càng thêm củng cố. Hơn nữa sau lần thứ 5 chuyển lực lượng cho trứng côn bằng, Dương Bách Xuyên phát hiện cảnh giới của hắn có dấu hiệu đột phá. Dương Bách Xuyên vô cùng hưng phấn, dựa theo loại tình huống này, có khi qua lần này hắn sẽ đột phá lên chân tiên trung phẩm. Một niềm vui ngoài ý muốn. Không ngờ chuyển lực lượng cho trứng côn bằng còn có thể kéo lên tu vi của mình. Nhưng nghĩ lại thì Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng hợp lý. Bởi vì mỗi lần hắn chuyển lực lượng cho trứng côn bằng sẽ tiêu hao lực lượng trong thân thể hắn, sau đó đi tu luyện, tẩy rửa lực lượng trong cơ thể. Rút sạch tạp chất trong lực lượng, thay mới, cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngược lại đang tinh luyện lực lượng trong cơ thể mình. Cho nên tu vi đột phá cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên loại tình huống này chỉ có tác dụng với hắn, đổi thành một người khác, có khi sẽ bị hút chết. Hắn có thể tuần hoàn như vậy bởi vì, đầu tiên hắn có thanh liên tiên hỏa, tiêu hao nhiệt độ ngọn lửa chứ không phải chuyển hóa lực lượng của bản thân. Thứ hai hắn có càn khôn tạo hóa công, hình thành càn khôn đạo nguyên có 102 trên đời, lực lượng khác với người khác. Sau khi tiêu hao lực lượng trong cơ thể, thông qua tu luyện có thể hình thành lực lượng tinh thuần hơn nữa hắn còn có nước sinh mệnh. Hoàn toàn không lo bị tiêu hao lực sinh mệnh như tuyết hương. Thậm chí sau khi được nước sinh mệnh tỉnh lọc, lực sinh cơ trong cơ thể còn lớn hơn trước rất nhiều. Cho nên Dương Bách Xuyên chuyển lực lượng cho trứng côn bằng, không chỉ không hao tổn, tu vi còn tăng lên. Thời gian trôi đi trong vô thức, Dương Bách Xuyên hoàn toàn đắm chìm vào.
trong việc tu luyện và chuyển lực lượng cho trứng côn bằng. Tuyết Hương vẫn như cũ, rất nhanh đã đến lần thứ 7. Lần này Dương Bách Xuyên đã hoàn thành chuyển lực lượng cho trứng côn bằng, đang trong trạng thái tu luyện. Đột nhiên một tiếng nứt gãy vang lên trong cơ thể hắn. Sau đó tu vi đột phá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ chân tiên sơ phẩm bước vào chân tiên trung phẩm. Ha ha ha. Cảm nhận được lực lượng tỉnh thuần khổng lồ trong cơ thể, Dương Bách Xuyên cười ha ha. Sau 7 lần liên tiếp chuyển lực lượng cho trứng côn bằng, cuối cùng hắn cũng hoàn thành khế ước chủ tớ. Còn đột phá tu vi. Song Hỷ Lâm Môn. Trong đầu hắn có thể cảm nhận được hai liên hệ với ý thức của trứng côn bằng, chỉ cần hắn muốn, có thể làm côn bằng tiêu vong chỉ bằng một suy nghĩ. Đây là khế ước chủ tớ nắm giữ sinh tử, cũng có thể nói là khế ước tọa kỳ. Có thể cảm nhận được ý thức cường đại trong trứng côn bằng rất sợ hãi hắn, đây là hiệu quả tế luyện. Đã hoàn thành khống chế trứng côn bằng. Nghĩ đến cảnh côn bằng Dương Canh bay xa 9 vạn dặm, Dương Bách Xuyên không nhịn được kích động. Dương Bách Xuyên hỏi linh hồn Hồ Càn Khôn, Càn Khôn, có thể thu trứng côn bằng vào trong không gian Hồ Càn Khôn hay không? Có thể, cho dù côn bằng lợi hại đến mấy, chỉ cần là sinh linh, không có thứ gì mà ta không cho vào được, tiểu tử đừng coi thường ta, cứ việc thử là biết, linh hồn Hồ Càn Khôn kiêu ngạo nói. Dương Bách Xuyên mặc niệm một chữ thu. Sau đó trứng côn bằng biến mất tại chỗ, tiến vào trong không gian Hồ Càn Khôn. Ha ha, chờ Tuyết Hương nha đầu tỉnh lại có thể đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên đắc ý nói. Mặc kệ hắn có trái lương tâm hay không, sau khi Tuyết Hương dùng nước sinh mệnh của hắn, sinh tử đã nằm trong tay hắn, đương nhiên hắn không cần dùng nước sinh mệnh đi ước thúc Tuyết Hương. Chỉ cần ra lệnh rời khỏi cho trứng côn bằng, Tuyết Hương sẽ tự động đi theo hắn, không cần uy hiếp Tuyết Hương, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Thời gian còn lại, Dương Bách Xuyên vừa tu luyện vừa chờ Tuyết Hương tỉnh lại. Từ lúc hắn bị Yến Vô Lượng đuổi giết tiến vào trong hồ tỉnh lại đến bây giờ, dựa theo thời gian tu chân giới đã hơn 20 năm. Chờ đến 30 năm, một tiếng gầm rú vang lên, Dương Bách Xuyên tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Tuyết Hương đã hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Tuyết Hương thét giàu xoay quanh đại sảnh, Dương Bách Xuyên phát hiện bụng của Tuyết Hương mọc thêm một đôi móng vuốt tuyết trắng, chẳng qua ngắn hơn trước kia một ít. Hiện tại Tuyết Hương có tứ chỉ, càng thêm hoàn mỹ. Dương Bách Xuyên nhớ rõ chim thần ma từng nói, long một sừng hai cánh tiến hóa thêm là côn long, sẽ mọc thêm một đôi chân trước. Lúc này Dương Bách Xuyên biết Tuyết Hương bước vào cảnh giới côn long, tương đương bước vào kỳ thành niên. Từ hơi thở, có vẻ vẫn là cảnh giới đại la, nhưng lại khác rất nhiều, có lẽ đã đạt đến trình tự đứng đầu đại la. Nhưng Dương Bách Xuyên biết bởi vì Tuyết Hương chuyển lực lượng cho trứng côn bằng trong thời gian dài nên bị ảnh hưởng, nếu không lúc này tu vi của nàng tuyệt đối còn cao hơn bây giờ rất nhiều. Ngay sau đó bản thể khổng lồ của Tuyết Hương lóe lên, hóa thành hình người. Nhưng, lại làm Dương Bách Xuyên đơ người. Không nhịn được chảy máu mũi. Bởi vì Tuyết Hương dùng nước sinh mệnh, quần áo nứt vỡ, nên hiện tại sau khi hóa hình vẫn ở trạng thái khỏa thân. Thật sự làm Dương Bách Xuyên mở rộng tầm mắt. Đồng thời cũng vô cùng xấu hổ. Tiểu bằng đâu? Tuyết Hương hóa thành hình người, không để ý đến tròng mắt sắp rớt ra ngoài của Dương Bách Xuyên, mà trước tiên phát hiện trứng côn bằng không có, chất vấn Dương Bách Xuyên. Vô tình tản ra khí thế vô cùng cường đại. Dù sao đối với Dương Bách Xuyên, khí thế này quá khó chịu đựng. Lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói, tiểu bằng ở đây, đừng gấp, nó rất tốt, ta chỉ thu nó vào không gian động thiên của ta dẫn người đi gặp tiểu bằng. Nghe vậy, sắc mặt của Tuyết Hương đẹp hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, ý bảo hiện tại nàng phải nhìn thấy trứng côn bằng. Dương Bách Xuyên không dám qua loa, hơi thở của nha đầu này còn khủng bố hơn trước nhiều, hẳn chịu không nổi. Đương nhiên cũng không phải sợ nàng, sau khi dùng xong nước sinh mệnh của hắn, mạng nhỏ của nàng bị hắn nằm trong tay, không sợ nàng làm khó mình. Chẳng qua đối mặt với nha đầu đơn thuần này, hẳn không đành lòng lừa dối nàng. Đừng phản kháng. Ta đưa ngươi vào trong không gian, Dương Bách Xuyên nói, dùng thần hồn bao phủ người nàng. Sau đó hai người cùng tiến vào không gian Hồ Càn Khôn. Tiểu bằng, vừa tiến vào không gian Hồ Càn Khôn, Tuyết Hương nhìn thấy trứng côn bằng ở phía xa, hét to chạy đến đó. Dương Bách Xuyên lại chảy máu mũi, lẩm bẩm, khỏa thân sạch sẽ. Trong không gian Hồ Càn Khôn, mọi thứ phát triển như những gì Dương Bách Xuyên sắp xếp. Tuyết Hương nhìn thấy trứng côn bằng. Mọi sự khẩn trương tan thành mây khói, thậm chí sau khi biết Dương Bách Xuyên chuyển năng lượng cho trứng côn bằng,
duy trì rất nhiều lần, cảm quan của nha đầu Thiên Chân đơn thuần này với Dương Bách Xuyên tăng vọt. Đương nhiên Tuyết Hương không biết trứng côn bằng đã trở thành tọa kỵ dự bị của người nào đó. Lúc Tuyết Hương và trứng côn bằng giao lưu, Dương Bách Xuyên đã tạo sẵn lý do thoái thác cho trứng côn bằng, thuận lợi để trứng côn bằng nói muốn phá xác phải đi ra ngoài tìm cơ duyên. Nếu vẫn luôn đợi ở đây, còn không biết bao lâu mới có thể xuất thế. Dương Bách Xuyên cầm quần áo đi đến bên cạnh Tuyết Hương, hắn đã nhìn thật lâu. Lúc trước không quấy rầy Tuyết Hương bởi vì nha đầu này đang trò chuyện với trứng côn bằng, làm hắn đứng ở xa trợn tròn mắt, trong lòng liên tục lẩm nhẩm không phải do ta muốn nhìn. Lúc này nhìn thấy nàng đã giao lưu xong, Dương Bách Xuyên vung tay lên cầm quần áo đưa cho Tuyết Hương. Mặc dù Tuyết Hương là yêu tộc, cũng là một nha đầu trong sáng ngây thơ, không có quan niệm xấu hổ, nhưng Dương Bách Xuyên cảm giác hẳn còn tiếp tục. Nhìn thì quá tội lỗi. Tuyết Hương, đến đây, mặc quần áo vào. Nói xong vội vàng cầm quần áo đưa cho nàng, hắn nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ sau khi ra ngoài phải mua một bộ đồ nữ cho nha đầu này. Nha đầu này hoàn toàn không có khái niệm gì về phương diện này, nhận lấy quần áo mặc lên người. Sau đó nói, tiểu bằng nói muốn đi ra khỏi nơi này, cơ duyên xuất thế của hắn ở thế giới bên ngoài, ta chưa từng đi ra thế giới bên ngoài, người có thể dẫn chúng ta ra ngoài được không? Có thể, tiểu bằng nói rất đúng, nó chính là côn bằng, siêu thoát tam giới cửu thiên, muốn xuất thế sẽ không đơn giản như vậy. Ở chỗ này chỉ dựa vào lực lượng của ngươi tẩm bổ, hiển nhiên không đủ, chúng ta mang tiểu bằng ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, có khi có thể xuất thế. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng vui sướng, mọi thứ đều phát triển như dự đoán của hắn, yêu cầu của trứng côn bằng là yêu cầu của hắn, chỉ là nha đầu Tuyết Hương này không biết mà thôi. Ai biết hắn còn chưa nói xong. Tuyết Hương đã vung tay lên, ánh sáng lóe lên, sau đó nói với Dương Bách Xuyên, ta đã dọn tất cả đồ vậy ra rồi, ta có được mấy. Thứ này từ trên người những người xông vào, ta thích mấy thứ sáng lấp lánh, nhưng không biết còn có nhiều tác dụng như vậy, biết vậy trước kia siêu tầm nhiều một chút. Dương Bách Xuyên, nói nửa ngày, cảm giác suýt nữa nghẹn nội thương. Con mẹ nói ý của ta là đưa hết những thiên tài địa bảo đó cho ta bảo quản. Dương Bách Xuyên kêu gào trong lòng. Nhưng đối mặt với nha đầu đơn thuần kia, lời nói đến miệng lại hóa thành hai chữ, đi thôi. Hắn còn không đến mức không biết xấu hổ đoạt đồ của Tuyết Hương. Nhưng nhớ lại đống thiên tài địa bảo chồng chất như núi kia, trái tim lại quặn đau. Nhưng làm sao được bây giờ? Nha đầu kia đã thu hết mọi thứ, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Dương Bách Xuyên biết đây là bí pháp, không thể nói gì được. Cũng không thể dùng thân phận chủ nhân đi yêu cầu Tuyết Hương. Lúc hắn đưa nước sinh mệnh cho Tuyết Hương từng nói sẽ không dùng khế ước chủ tớ để yêu cầu nàng làm việc. Nói đến cùng dù là Tuyết Hương hay trứng côn bằng, tâm trí của bọn họ đều không cao, cũng không cần thiết đi lừa dối. Sau khi Tuyết Hương phất tay mở ra cánh cửa, hai người lần lượt bước qua đó. Sau đó đối mặt với hồ nước. Sau khi đi ra ngoài Dương Bách Xuyên mới phát hiện nơi Tuyết Hương ở là đáy hồ trong một ngọn núi lớn. Hai người bay lên mặt hồ. Dầm. Khoảng mười mấy phút sau, hắn và Tuyết Hương nổi lên mặt nước, bơi lội lên bờ. Phù cuối cùng cũng đến. Dương Bách Xuyên không nhịn được cảm thán, hắn ở trong hồ tổng cộng 30 năm, tất nhiên 30 năm này do hắn tính theo thời gian tu chân giới, còn thời gian ở tiên giới mới chỉ qua 30 ngày mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, phát hiện một thanh phi kiếm chém về phía. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Tuyết Hương phất tay. Chuôi kiếm kia tan thành mảnh nhỏ. Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên trước thực lực của Tuyết Hương. Hắn cảm nhận được uy lực của chuôi kiếm này là cảnh giới chân tiên cường đại, nhưng Tuyết Hương vung tay lên, chuôi kiếm kia đã hóa thành mảnh nhỏ. Mặc dù nàng ngây thơ nhưng thực lực thật sự không thể chê. Bên cạnh có một nha đầu như vậy, thực sự như có một bảo tiêu siêu cấp, ít nhất có thể đi ngang ở thế giới đại thanh. Sau đó Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn hướng mà phi kiếm bay đến. Phát hiện có 8 người đứng ở nơi xa, hơi thở đều là chân tiên đại viên mãn. Trên người bọn họ là đồng phục của Thượng Huyền Tiên Môn. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, đủ quyết tâm, vậy mà lại đứng chờ lão tử ở đây 30 năm. 8 chân tiên này đều là người của Thượng Huyền Tiên Môn, là người mà năm đó Yến Vô Lượng để lại. Cầm đầu là đại sư huynh Yến Nhân Nghĩa của Thượng Huyền Tiên Môn. Năm đó lúc ở ngoài tiên phủ Đại La, Yến Nhân Nghĩa cũng có mặt ở đó. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Dương Bách Xuyên giết chết trưởng lão Kim Tiên sơ phẩm. Nói thật, khi sư phụ Yến Vô Lượng bảo hắn ta dẫn theo 7 sư đệ đến đây chờ Dương Bách Xuyên,
hắn thật sự không muốn đến. Đầu tiên, sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào hồ, gần như chỉ có một con đường chết, khả năng đi ra cực kỳ nhỏ, không cần phí thời gian thủ. Thứ hai, nếu Dương Bách Xuyên vô cùng may mắn đi ra, vậy hắn ta càng không muốn đợi, bởi vì Yến Nhân Nghĩa biết Dương Bách Xuyên có thực lực giết chết Kim Tiên sơ phẩm, hắn ta và mấy sư đệ ở lại nơi này cũng chỉ chịu chết. Cũng may sư phụ Yến Vô Lượng chỉ ra lệnh làm bọn họ đứng cách hồ khoảng 10 dặm quan sát trong trăm năm, nếu sau trăm năm không có động tĩnh, bọn họ có thể rút về. Nếu trong lúc này Dương Bách Xuyên xuất hiện, nhiệm vụ của hắn ta là giữ chân Dương Bách Xuyên, hơn nữa báo tin cho sư phụ Yến Vô Lượng. Thật ra Yến Vô Nhân biết rõ, sư phụ Yến Vô Lượng làm vậy vì việc năm đó quá mất mặt, hơn nữa nhi tử còn bị Dương Bách Xuyên giết chết, cơn tức này nuốt không trôi. Vốn dĩ Yến Nhân Nghĩa không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể sống sót đi ra, ai ngờ thật sự đi ra. Phát hiện Dương Bách Xuyên, Yến Nhân Nghĩa điều khiển phi tiên chém xuống, đồng thời truyền tin cho sư phụ Yến Vô Lượng. Một kích này coi như đánh lén, nếu có thể làm Dương Bách Xuyên bị thương thì quá tốt, dù sao nhiệm vụ của hắn ta là giữ chân Dương Bách Xuyên chờ sư phụ Yến Vô Lượng đến. Ai biết kiếm của hắn ta lại bị một tiểu nha đầu phất tay đánh nát, còn làm hắn ta bị thương hộc máu, phi kiếm yêu cầu nguyên thần tẩm bổ. Tương đương tiên khí bản mạnh, phi tiên bị hao tổn, phản phệ là chuyện bình thường. Lúc này, Yến Vô Lượng biến sắc, ông ta nói, các sư đệ, tách ra chạy đi. Những nữ tử bên cạnh tiểu tử Dương Bách Xuyên kia rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Yến Nhân Nghĩa thậm chí còn không dám nghĩ đến việc khống chế Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn ta cảm thấy rằng người đánh nát thanh phi kiếm của hắn ta có khí chất mạnh hơn sư phụ Yến Vô Lượng. Trong phút chốc, trên trán Yến Nhân Nghĩa toát ra mồ hôi lạnh, hắn ta chỉ có thể ra lệnh cho mấy sư đệ chạy trốn, hắn ta biết nếu không chạy trốn, tất cả mọi người đều sẽ chết. Sau đó Yến Vô Lượng cùng 8 người khác tản ra, bỏ chạy. Không chút do dự, Dương Bách Xuyên từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, cười lạnh nói, thật thông minh, nhưng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội chạy trốn. Sau khi nói xong, Dương trực tiếp nói với Tuyết Hương, và những người đó là người xấu, giúp ta hạ bọn họ. Được, Tuyết Hương nghiêm túc gật đầu, lập tức biến mất. Dương Bách Xuyên cũng biến mất tại chỗ, 8 người bỏ chạy riêng lẻ, hắn sợ một mình Tuyết Hương không làm được. Kết quả là, giây tiếp theo, Dương Bách Xuyên phải mở to mắt, cuối cùng cũng được chứng kiến năng lực của một cao thủ cấp Đại La. Tuyết Hương bay lên trời và biến thành 8 vệt sáng giữa không trung. Sau đó chỉ nghe thấy một loạt tiếng la hét kinh hãi. À, khi tiếng hét hoảng loạn vang lên. Giây tiếp theo Dương Bách Xuyên đã bị sốc. Bịch bịch bịch, 8 bóng người từ trên trời rơi xuống, tất cả đều rơi xuống trước mặt hắn. Họ là 8 đệ tử chân tiên của Thượng Huyền Tiên Môn. Không ai trong số họ trốn thoát, không biết Tuyết Hương đã dùng cách nào để ném họ trước mặt Dương Bách Xuyên, và tất cả bọn họ đều bị phong ấn sức mạnh. Bắt được rồi. Tuyết Hương thản nhiên nói, như thể thứ nàng ấy bắt được không phải là 8 vị chân tiên mà là 8 con sâu bướm. Dương Bách Xuyên sửng sốt một lúc mới định thần lại, cảm thấy thật hạnh phúc. Có cao thủ như Tuyết Hương ở bên cạnh, hắn sẽ bớt phiền toái hơn. Hắn cười nói, cảm ơn Tuyết Hương, vất vả rồi, ngươi qua bên kia chờ ta, còn lại để ta xử lý. Dương Bách Xuyên hiện tại đã có quy tắc ứng xử của riêng mình đối với kẻ thù, vô số kinh nghiệm sống chết đã dạy cho hắn biết rằng không được phép nhân nhượng. Cho nên tiếp theo phải làm cho có chút máu me, không nên để Tuyết Hương tham gia. Nàng ấy ngây thơ và đơn giản. Ồ, vậy ta ở bên kia đợi ngươi. Tuyết Hương không chút do dự nói rồi bước đi. Ồ, vậy ta ở bên kia đợi ngươi. Tuyết Hương không chút do dự nói rồi bước đi. Dương Bách Xuyên mỉm cười vẫy tay, được. Sau khi Tuyết Hương rời đi, Dương Bách Xuyên nhìn 8 chân tiên của Thượng Huyền Tiên Môn vẻ mặt sợ hãi nằm trên mặt đất. Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát ý. Người muốn giết ta bên ngoài Đại La Tiên Phủ năm đó, dường như chính là các ngươi. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nhìn 8 vị chân tiên nói. Đại sư huynh Yến Nhân Nghĩa cầm đầu, cảm nhận được sát ý của Dương Bách Xuyên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cho đến bây giờ, hắn ta vẫn ở trong trạng thái mơ hồ. Vừa rồi tiểu nha đầu kia ra tay, hắn ta thậm chí không thấy rõ thủ đoạn đã bị khống chế, nhưng lại cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ cường đại, Yến Nhân Nghĩa chưa bao giờ cảm nhận được loại sức mạnh đó. Dù sao so sánh với sư phụ Yến Vô Lượng Kim Tiên Đại Viên Mãn còn mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Yến Nhân Nghĩa trong lòng lo sợ, hắn ta sợ tiểu nha đầu kia là cường giả cấp Đại La, vượt qua Kim Tiên. Lúc này nghe thấy lời nói của Dương Bách Xuyên, Yến Nhân Nghĩa tỉnh táo lại, nhanh chóng cầu xin,
Dương công tử, bọn ta cũng là làm theo lời sư phụ, xin Dương công tử khai ân, cho ta một con đường sống, bọn ta cam đoan từ nay về sau sẽ không đối đầu với Dương công tử nữa. Xin Dương công tử tha mạng. Bảy người còn lại không hề ngu ngốc, nhanh chóng cầu xin sự thương xót. Lúc này, bọn họ đều bị tiểu nha đầu đáng sợ kia phong ấn sức mạnh toàn thân, không thể động đậy, việc duy nhất có thể làm chính là cầu xin tha mạng. Những người có thể tu luyện đến cấp bậc chân tiên, đặc biệt là chân tiên đại viên mãn như bọn họ, bước tiếp theo có hy vọng trở thành kim tiên, chỉ có họ mới biết những khó khăn trên con đường này. Đối mặt với cái chết, sao có thể không sợ, cầu xin tha mạng. Hy vọng Dương Bách Xuyên có thể tha cho họ một mạng. Ha ha, trước tiên hãy trả lời ta vài câu hỏi, Dương Bách Xuyên cười nói. Chỉ cần Dương công tử không giết chúng ta thì hỏi gì cũng được. Yến Nhân Nghĩa quả thực có chút đầu óc. Đừng ra điều kiện với ta, người không đủ tư cách. Hãy nói cho ta biết về tình hình của Thượng Huyền Tiên Môn, hoặc cũng chính là vị Hỗn Nguyên cường giả phía sau lưng Yến Vô Lượng đi. Thái Thanh Tiên Môn bây giờ thế nào rồi? Sau hôm đó Yến Vô Lượng có làm khó Đỗ Kiệt Bân không? Dương Bách Xuyên khịt mũi và hỏi ba câu hỏi liên tiếp. Lúc này có một vị chân tiên thần sắc có chút mơ hồ, nghe được câu hỏi của Dương Bách Xuyên liền nghiêm nghị nói, Dương Bách Xuyên, nếu ngươi biết sau lưng Thượng Huyền Tiên Môn bọn ta có Hỗn Nguyên cường giả, vậy nên thả chúng a đi, nếu không ngươi có trốn đến chân trời góc bể cũng không thể thoát được. Cái chết! Bùm! À! Chân tiên này dường như nhớ tới chỗ dựa vững chắc ở Thượng Huyền Tiên Môn của bọn họ, đột nhiên cảm thấy bạo dạn muốn uy hiếp Dương Bách Xuyên. Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói xong lời cuối cùng, Dương Bách Xuyên đột nhiên tung ra một quyền, giết chết tên chân tiên này bằng một tiếng gầm và tiếng hét. Sư đệ, Dương Bách Xuyên, ngươi nhất định không được chết tử tế. Khi một chân tiên bên cạnh nhìn thấy kẻ bị sát hại, đôi mắt hắn ta đỏ hoe, mắng chửi Dương Bách Xuyên. Bùm, Dương Bách Xuyên lại ra tay và giết chết vị chân tiên thứ hai. Sáu người còn lại, bao gồm cả Yến Nhân Nghĩa, đều kinh hãi nhìn Dương Bách Xuyên. Yến Nhân Nghĩa nuốt khan nói, đừng giết ta, ta sẽ kể cho ngươi mọi chuyện. Nói sớm không phải đã không sao rồi sao? Dương Bách Xuyên nhàn nhạt nói, ánh mắt quét qua mấy chân tiên phía dưới, bọn họ siết chặt nắm tay, không dám nhìn vào mắt hắn. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Yến Nhân Nghĩa nói với đôi mắt đỏ hoe, chỗ dựa vững chắc phía sau, Thượng Huyền Tiên Môn bọn ta là một Hỗn Nguyên đạo tiên sơ phẩm, là đạo lữ của Yến Ngư Hồng muội muội của sư phụ Yến Vô Lược, tên là Tiên Bộ Man, một mình chiếm lĩnh một thế giới tiên sơn lục phẩm, cách thế giới Đại Thanh Tiên Sơn 10 vạn dặm, tự xưng là Man Vương tiên cảnh. Chờ một chút, chúng ta nói về vấn đề tiên sơn trước đi, tiên sơn thế giới lục phẩm là gì? Đây ly đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe nói tiên sơn có cấp bậc, vì thế liền ngắt lời Yến Nhân Nghĩa. Mỗi tiên sơn trong tiên giới đều được chia thành các cấp, từ tiên sơn nhất phẩm thấp nhất đến tiên sơn cửu phẩm cao nhất. Cấp bậc của tiên sơn càng cao, sức mạnh tiên lực càng mạnh, không gian càng rộng lớn. Thế giới Đại Thanh Tiên Sơn trước mặt chúng ta là một tiên sơn thế hai, tiên sơn thế giới cấp 6 sẽ có tiên khí nồng đậm gấp mấy chục lần, thành quả tu luyện cũng tăng lên tương ứng. Đương nhiên, ngoại trừ tiên sơn cửu phẩm, trong truyền thuyết còn có phong hào tiên sơn gì đó. Yến Nhân Nghĩa lúc này không dám giở trò, trực tiếp nói ra mọi chuyện, dù sao hắn ta cũng biết bọn họ bây giờ nằm trong tay Dương Bách Xuyên, chỉ giống như một miếng bánh ngọt. Dương Bách Xuyên nghe vậy, âm thầm gật đầu, trong lòng ghi nhớ điểm này, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tiên sơn có phân cấp. Đầu là những tiên sơn độc lập, có tốt có xấu, điều này nếu ngươi nghĩ lại thì có vẻ bình thường. Tất nhiên, ba cái tên Tiến Bộ Man, Yên Ngư Hồng và Man Vương Tiên Cảnh cũng ghi lại trong đầu. Chỗ dựa vững chắc của Yến Vô Lượng và Thượng Huyền Tiên Môn. Khi ở Tiên Phủ Đại La, hắn nghe Đỗ Kiệt Bân nói, muội muội của Yến Vô Lượng đã trở thành tiểu thiếp của một Hỗn Nguyên đạo tiên, vì vậy Yến Vô Lượng và Thượng Huyền Tiên Môn mới đứng đầu thế giới Đại Thanh. Chỉ là Dương Bách Xuyên không có hỏi tên, mà là hiện tại hắn đã ghi nhớ kỹ những cái tên này trong đầu, biết đâu sau này còn phải đối phó với họ. Tiếp tục đi, sau ngày hôm đó, Yến Vô Lượng có làm khó Đỗ Kiệt Bân và Thái Thanh Tiên Môn không? Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Yến Nhân Nghĩa nói tiếp. Yến Nhân Nghĩa nói, sau ngày hôm đó, Đỗ Nhân Kiệt, môn chủ của Thái Thanh Tiên Môn trở về liền đóng cửa Sơn Môn, còn Đỗ Kiệt Bân nghe nói đã rời khỏi Đại Thanh Tiên Sơn, cũng không biết đã đi đâu. Sư phụ của ta, Yến Vô Lượng không bắt được ngươi, chút giận lên Thái Thanh Tiên Môn, chẳng qua môn chủ Đỗ Nhân Kiệt của Thái Thanh Tiên Môn cũng không phải người tâm thường, sau khi đóng cửa Sơn Môn, ở bên trong duy trì tiên trận,
sư phụ Yến Vô Lượng của ta nhất thời cũng không còn cách nào đối phó với Thái Thanh Thiên Môn. Tuy nhiên, mấy năm nay vẫn luôn bao vây Thái Thanh Thiên Môn và chưa bao. Giờ bỏ cuộc, thề sẽ loại bỏ Thái Thanh Thiên Môn và giết chết Đỗ Kiệt Bân, nhưng không thể mở được Sơn Môn. Nhưng gần đây ta nghe một sư đệ trong sư môn báo tin, nói sư phụ đã nhờ muội muội nói với tiến bộ man phái cao thủ đến lúc đó sẽ tấn công Thái Thanh Thiên Môn, Thái Thanh Thiên Môn chắc chắn sẽ tiêu đời, man vương tiên sơn phái đến có thể là hai cao thủ đại la. Chuyện xảy ra khi nào? Dương Bách Xuyên cau mày hỏi. Cách đây không lâu, bây giờ e là hai cao thủ đại la man. Vương tiên sơn phái đến đã đến nơi rồi, Yến Nhân Nghĩa nói. Lúc này Dương Bách Xuyên lâm vào châm tư. Nếu đúng như vậy thì Thái Thanh Thiên Môn của Đỗ Kiệt Bân sẽ gặp rắc rối. Hắn và lão Đỗ là bằng hữu, chuyện này nhất định phải quản, dù sao hẳn cũng muốn tìm Yến Vô Lượng. Sau khi hỏi xong, Dương Bách Xuyên lại nhìn Yến Nhân Nghĩa và 6 người khác. Yến Nhân Nghĩa bị ánh mắt của Dương Bách Xuyên làm cho sợ hãi, hắn ta nhìn thấy sát ý trong mắt Dương Bách Xuyên, lập tức run rẩy nói, ngươi, ngươi, ta đã nói với ngươi những gì ngươi muốn biết, ngươi không được giết chúng ta. Là tự ngươi NGSX vậy, ta cũng không đồng ý sẽ không giết ngươi, con đường cầu đạo vốn là một con đường tàn khốc, nếu ta không có thực lực, hôm nay sẽ rơi vào ai các ngươi, mà nếu ta cầu xin các ngươi tha mạng, các ngươi sẽ tha cho ta sao? Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói. Nghe xong những lời này, Yến Nhân Nghĩa sửng sốt. Đúng vậy, nếu là họ, liệu họ có để Dương Bách Xuyên đi không? Yến Nhân Nghĩa lại không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn ta trở nên cay đắng. Hắn ta đã tu luyện mấy ngàn năm, cũng từng bước tu luyện đến, sau khi thành tiên, hắn ta tự nhiên hiểu được sự tàn khốc của con đường cầu đạo mà Dương Bách Xuyên nhắc đến. Theo quy luật tôn trọng kẻ mạnh, chỉ khi không để lại hậu họa thì mới có thể sống lâu hơn. Vào giờ phút này, Yến Nhân Nghĩa biết, Dương Bách Xuyên dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ buông tha cho họ. Trong chốc lát, sự oán giận, sự bất lực lóe lên trong lòng hắn ta. Nhưng cuối cùng Yến Nhân Nghĩa lại nản lòng, bọn họ đều bị phong ấn sức mạnh, dù có muốn phản kháng cũng không có năng lực phản kháng. Tất cả những gì hắn ta có thể làm là đợi Dương Bách Xuyên giết hắn ta. Sau đó Yến Nhân Nghĩa nhìn Dương Bách Xuyên, cười khổ nói, được rồi, con đường sinh tử vốn phải nên thông suốt, cũng là một cái khúc mắc trong lòng ta, ta tu luyện đến cuối cùng, càng ngày càng sợ chết, ngược lại khiến cho cảnh giới tu vi bị hạn chế, ta đã ở chân tiên đại viên mãn khoảng 3.000 năm rồi. Ta đã hoàn toàn mất đi niềm đam mê theo cầu đạo khi mới bắt đầu tu luyện, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn trái tim cầu đạo cũng sẽ sụp đổ, chết cũng tốt, người có thể nể tình ta là một người sắp chết, hứa với ta hai điều được không? Dương Bách Xuyên nghe nói, ngươi còn biết đưa ra yêu cầu, nhưng mà ngươi nói cũng đúng, đối với một người sắp chết, dường như ta nên đồng ý với ngươi, nhưng phải xem đó là yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm ta sẽ thành toàn cho. Ngươi! Yến Nhân Nghĩa liếc nhìn năm sư đệ bên cạnh, nói, cho dù có phế tu vi của bọn họ, các ngươi có thể tha mạng cho năm sư đệ của ta không? Sư huynh, chúng ta không cầu xin hắn, phế tu vi thì chết còn hơn. Dù sao cũng phải chết, cầu xin một tiểu tử làm gì? Năm người phía dưới hoặc mắng mỏ hoặc cầu xin tha mạng. Dương Bách Xuyên nhìn bọn họ, không trả lời Yến Nhân Nghĩa. Hắn nói, chúng ta bàn yêu cầu thứ ai đi? Nhìn thấy Dương Bách Xuyên không trả lời. Vẻ mặt bình tĩnh, Yến Nhân Nghĩa cười khổ, hắn biết Dương Bách Xuyên sẽ không đồng ý, nhưng thân là sư huynh. Hắn ta nên cầu xin cho những sư đệ này. Dù sao thì cũng phải có tư thái của một sư huynh. Sau đó Yến Nhân Nghĩa nhìn về phía Tuyết Hương biến mất, chậm rãi nói, trong lòng ta tự có suy đoán, tiểu cô nương kia có phải vị trong hồ không? Dương Bách Xuyên gật đầu, đúng vậy. Hắn biết Yến Nhân Nghĩa có ý gì. Chỉ là xác nhận Tuyết Hương có phải là độc giác song Dực Long hay không mà thôi. Ha ha, hôm nay bọn ta có chết cũng không tính là oan uổng. Được rồi, ta không có vấn đề gì, người động thủ đi, nhanh chút. Yến Nhân Nghĩa lúc này mới yên tâm. Dù sao, hắn ta không còn sợ chết nữa, biết mình sắp chết, nhưng lúc này hắn ta lại nhìn đi chỗ khác. Đừng trách ta, muốn trách thì trách Yến Vô Lượng, chính hắn chọc tức ta trước, lên đường đi. Dương Bách Xuyên nói xong. Đột nhiên giơ lòng bàn tay lên, sức mạnh mạnh mẽ tập trung vào song trường. Kỳ thật hắn cũng không cần phải gây ra động tĩnh lớn như vậy, đám người Yến Nhân Nghĩa đều bị Tuyết Hương phong ấn, một kích có thể giết chết toàn bộ. Hắn chỉ muốn những người này ra đi một cách thoải mái mà thôi. Lúc này Yến Nhân Nghĩa bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến.
Dương Bách Xuyên lúc này đang định đánh ra nhưng trong mắt lại có chút sửng sốt. Nhưng rồi lại lập tức đánh ra. Bùm! Dưới song trưởng mạnh mẽ, một tiếng gầm lớn vang lên, thậm chí không có một tiếng hét. Sau lớp bụi, trong số 6 người có mặt, 5 người đã biến mất. Rốt cuộc vẫn còn có một người. Lúc này, trên người người này tản ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Người này không ai khác chính là Yến Nhân Nghĩa. Mặc dù Yến Nhân Nghĩa vẫn nằm trên mặt đất, nhưng ánh sáng vàng đang bốc lên, tiên khí từ bốn phía trên không ngừng hội tụ vào trong cơ thể hắn ta. Một sức mạnh mạnh mẽ lan rộng khắp sân. Tại sao ngươi không giết hắn ta? Nếu là ta, ta sẽ ăn thịt tất cả những ai xúc phạm ta. Lúc này, Tuyết Hương xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên và hỏi Dương Bách Xuyên. Trong quan niệm của Tuyết Hương, không phải là không có giết chóc do vô tội mà là vì ngây thơ, đơn giản, trong quan niệm của nàng ấy chỉ có tốt và xấu, nàng ấy xử lý vấn đề một cách đơn giản và thô bạo, kẻ xấu sẽ trực tiếp bị ăn thịt, không thể giữ lại. Trên thực tế, nàng ấy không quan tâm đến cách Dương Bách Xuyên xử lý những người này. Nhưng vừa rồi phát hiện sức mạnh thiên địa đột nhiên dị thường, liền lập tức xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, sau khi đến nơi, mới phát hiện 8 người kia bị Dương Bách Xuyên giết chết hết 7 người, chỉ còn lại một người, mà người này bây giờ còn đang đột phá. Đây là điều Tuyết Hương không hiểu nên nàng ấy hỏi thẳng. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, là ta khinh địch, người này vừa nhìn thông sinh tử, sau khi khai thông tâm trạng, thả nhiên đối mặt với cái chết, ngược lại đột phá rồi, đây là một việc hiếm thấy khi tu luyện, giết thì tiếc quá, người này ngộ sinh tử, tương lai sẽ có thành tựu. Không hiểu, Tuyết Hương bối rối. Ta cũng không hiểu mình đang làm gì, nhưng sư phụ của ta, lão già chết tiệt đó đã từng nói, ở thời điểm sinh tử có người có thể đột phá, thì nên để cho họ một cơ hội, đây là thiên đạo, không giết hắn, giết chỉ tăng thêm nghiệp chướng của ta, trong chuyện này có quan hệ nhân quả chó má gì, ta cũng không muốn nghĩ đến. Bản thân Dương Bách Xuyên cũng không tin những gì hắn nói. Thực ra hắn chỉ đang tìm kiếm một lý do cho riêng mình mà thôi. Nói cách khác, khi Yến Nhân Nghĩa bình tĩnh trước cái chết và cầu xin tha mạng cho những người xung quanh, hắn đã muốn tha cho hắn ta một mạng, có lẽ là do câu nói tu đạo đến hôm nay kia của Yến Nhân Nghĩa đã đả động hắn. Dù sao Dương Bách Xuyên biết giữ lại người này sẽ là tai họa, nhưng trong lòng lại dao động nên lại làm theo ý mình. Về phần tương lai sẽ ra sao, đó là chuyện của tương lai, hắn chưa bao giờ thiếu kẻ thù, hơn nữa hắn cũng sợ kẻ thù, nhất là kẻ thù giống như người này. Tuyết Hương không hiểu Dương Bách Xuyên nói gì, nàng ấy cũng không hiểu nên căn bản không hỏi, lúc này nàng ấy chỉ biết đứng ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, bảo vệ Dương Bách Xuyên. Dù sao, người được Dương Bách Xuyên lưu lại đang đột phá tu luyện, rất nguy hiểm. Dương Bách Xuyên thì sao? Hoàn toàn không quan tâm Yến Nhân Nghĩa đang đột phá, cho dù đột phá cũng chỉ là kim tiên sơ phẩm. Khi hắn ở cảnh giới chân tiên sơ phẩm đã giết được trưởng lão cấp bậc kim tiên sơ phẩm của Thượng Huyền Tiên Môn, huống chỉ bây giờ hắn đã là chân tiên trung phẩm. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một vệ sĩ siêu cấp như Tuyết Hương, cho dù là đại la hắn cũng không sợ. Hai người trơ mắt nhìn Yến Nhân Nghĩa hấp thu tiên khí, trở thành kim tiên sơ phẩm. Ước chừng một giờ sau, ánh sáng vàng trên người Yến Nhân Nghĩa rút đi, hắn ta đột nhiên mở mắt. Giờ phút này, bởi vì đã đột phá cùng sức mạnh của thiên địa đại thế, phong ấn trên người hắn ta đã sớm bị phá vỡ. Sau khi trở thành kim tiên, trong mắt Yến Nhân Nghĩa hiện lên vẻ phức tạp nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại không giết mình. Hắn ta muốn nhìn thấy điều gì đó từ trong mắt của Dương Bách Xuyên, nhưng khi nhìn sang, đôi mắt của Dương Bách Xuyên chỉ trong trẻo, đang nhìn hắn ta với một nụ cười nhạt trên môi. Yến Nhân Nghĩa cũng nhìn thấy tiểu nha đầu bên cạnh Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, Yến Nhân Nghĩa biết, tuy mình đã trở thành kim tiên nhưng khi đối mặt với Dương Bách Xuyên, hắn ta vẫn cảm thấy bất an. Hơn nữa bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có một tiểu nha đầu đáng sợ, hơn nữa bây giờ hắn ta đã biết, tiểu nha đầu này không tầm thường. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn Yến Nhân Nghĩa, hoàn toàn không để ý đến mối đe dọa mà Yến Nhân Nghĩa có thể gây ra cho mình sau khi đột phá, ngược lại nhẹ nhàng nói, có thể nhìn thấu sinh tử cũng là số phận của ngươi. Con đường tu luyện là vô tận, từ giờ trở đi, hãy tự lo cho bản thân, lần sau gặp lại, a sẽ không tha cho ngươi đâu, bây giờ ngươi đi đi. Yến Nhân Nghĩa không hiểu tại sao Dương Bách Xuyên lại để hắn ta đi, nhưng hắn ta biết rằng từ giờ trở đi, hắn ta sẽ không phải là kẻ thù của Dương Bách Xuyên. Sắc mặt hắn ta thay đổi mấy lần, cuối cùng Yến Nhân Nghĩa đột nhiên trừng mắt, một đạo hào quang màu vàng từ giữa lông mày hắn ta bay ra, bay về phía Dương Bách Xuyên,
một tiểu kim nhân cao nửa tấc, trông giống hệt với hắn ta. Sau đó hắn ta quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên và nói. Yến Nhân Nghĩa bái kiến chủ nhân. Hôm nay, chủ nhân tha cho Yến Nhân Nghĩa một mạng, Yến Nhân Nghĩa tái sinh, đột phá kim tiên cảnh, đây là ý trời, Yến Nhân Nghĩa trước kia đã chết rồi, Yến Nhân Nghĩa sau này chính là người hầu trung thành của chủ nhân, thiên đạo làm chứng, Yến Nhân Nghĩa nguyện đi theo chủ nhân mãi mãi, không ruồng bỏ, nếu vi phạm lời thề sẽ bị trời tru đất diệt, mong chủ nhân nhận lấy bổn mạng tiên hồn. Nghe những lời của Yến Nhân Nghĩa, nhìn thấy tiên hồn bay đến trước mặt mình, hắn sững sờ. Đây là tình huống gì vậy? Người này muốn làm người hầu của hắn. Tiên hồn bản mệnh của Yến Nhân Nghĩa hiện ra trước mắt, chờ hắn thu lấy. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần mình thu tiên hồn bản mệnh của Yến Nhân Nghĩa, thì hắn sẽ trở thành chủ nhân có thể nắm giữ sinh tử của Yến Nhân Nghĩa, có thêm một thuộc hạ. Nghe Yến Nhân Nghĩa lập lời thề thiên đạo, trên mặt Dương Bách Xuyên lộ cảm xúc phức tạp. Sau đó, hắn làm ra một hành động khiến Yến Nhân Nghĩa không hiểu. Dương Bách Xuyên vung tay lên, tiên hồn bản mệnh của Yến Nhân Nghĩa bay trở về cơ thể hắn ta. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nói, đa số thời điểm ta làm việc tùy duyên, không thích dùng cách thức trói buộc. Ngươi muốn đi theo ta, và cũng đã lập lời thề thiên đạo, vậy thì thu lại tiên hồn bản mệnh đi, như thế sẽ tốt cho tu vi của ngươi. Ta chấp nhận sự thần phục của ngươi. Còn nữa, ngươi đi theo ta không sợ bị Yến Vô Lượng đuổi giết sao? Ngươi cũng họ Yến, Yến Vô Lượng là người trong gia tộc ngươi đúng không? Yến Nhân Nghĩa nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sững sờ, nhưng cũng bắt đầu kính phục Dương Bách Xuyên từ tận đáy lòng. Hắn ta nghĩ rằng thần phục vì tiên hồn mới là sự thần phục đảm bảo nhất thế gian. Nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên lại làm như vậy, nằm ngoài dự đoán của hắn. Điều này càng khiến Yến Nhân Nghĩa cho rằng Dương Bách Xuyên đáng để hắn ta phục tùng. Vốn dĩ hắn ta muốn sống nên mới có ý định thần phục Dương Bách Xuyên. Đương nhiên hắn ta cũng thật sự coi trọng tiềm lực phát triển của Dương Bách Xuyên. Hay nói chính xác hơn là sau khi nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh Dương Bách Xuyên, hắn ta mới quyết đoán giao tiên hồn của mình. Không ngờ người ta còn phóng khoáng hơn, chẳng những không thu tiên hồn mà còn nói ra những lời đó, như vậy càng làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy sự lựa chọn của mình là chính xác. Yến Nhân Nghĩa nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc nói, chủ nhân, Yến Mỗ và Yến gia của Yến Vô Lượng không phải một nhà. Năm xưa ta bái nhập Thượng Huyền Tiên Môn không phải là tự nguyện, mà là do Thượng Huyền Tiên Môn bá đạo sắp xếp. Cũng từ lúc đó, Yến Nhân Nghĩa đã chết rồi, người đang đứng trước mặt ngài bây giờ là Yến Nhân Nghĩa hoàn toàn mới, đời này Yến Nhân Nghĩa nguyện thịt nát xương tan đi theo chủ nhân. Sự thần phục của Yến Nhân Nghĩa lúc này xuất phát từ nội tâm. Được, ta chấp nhận sự thần phục của ngươi, nhưng ngươi cũng nói là Yến Nhân Nghĩa trước kia đã chết, vậy thì đổi một cái tên khác đi. Dương Bách Xuyên cười gian. Xin chủ nhân ban tên. Yến Nhân Nghĩa cũng rất dứt khoát. Lấy tên Yến Xích Hà đi. Lúc tên họ Dương nào đó nói ra cái tên này, hai mắt nhìn lên trời xanh, trong lòng nghĩ tới nữ chính trong bộ phim nào đó và rồi liên tưởng đến Thu Nhi nhà hắn. Yến Xích Hà cảm ơn chủ nhân đã ban tên. Yến Nhân Nghĩa, à không, giờ phải gọi là Yến Xích Hà, mặc dù hắn ta không biết vì sao chủ nhân lại đổi cho mình cái tên này, nhưng đã quyết định đi theo chủ nhân Dương Bách Xuyên thì tên gì cũng được, chủ nhân nói thế nào thì chính là thế đó. Mặc dù Dương Bách Xuyên không dùng tiên hồng không chế hắn ta, nhưng hắn ta cũng đã lập lời thề thiên đạo. Từ khoảnh khắc ấy, hắn ta đã không còn đường lui. Đứng lên đi, lúc này tên họ Dương nào đó đã hài lòng về sự phục tùng của Yến Xích Hà. Hắn nhớ lại hồi quen biết Đỗ Kiệt Bân, chứng kiến lòng trung thành của Lão Mạc và A Thiện dành cho Đỗ Kiệt Bân, lúc đó hắn rất hâm mộ, cuối cùng thì bây giờ hắn cũng có thuộc hạ của mình rồi. Vâng thưa chủ nhân, từ giây phút này, Yến Xích Hà đã nhập vai. Đi thôi, dẫn chúng ta đến Thái Thanh Tiên Môn. Dương Bách Xuyên lập tức nói với Yến Xích Hà. Thái Thanh Tiên Môn là sư môn của Đỗ Kiệt Bân. Theo lời Yến Xích Hà nói thì có lẽ hiện tại Thái Thanh Tiên Môn đang rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Yến Vô Lượng bảo muội muội của ông phái đi hai cao thủ cấp bậc Đại La, muốn đánh Thái Thanh Tiên Môn. Đối với Thái Thanh Tiên Môn mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Lần này Dương Bách Xuyên không định khoanh tay đứng nhìn. Và lại, có thể nói là Thái Thanh Tiên Môn bị hắn liên lụy. Trước đây hắn tiến vào Tiên Phủ Đại La, Đỗ Kiệt Bân đã ra tay giúp hắn, vì vậy hai người kết bạn, sau đó trở thành bạn bè. Nếu không phải vì tầng tầng nhân quả ấy, thì có lẽ Yến Vô Lượng sẽ không giận chó đánh mèo lên Thái Thanh Tiên Môn. Đỗ Kiệt Bân là người bạn đầu tiên của Dương Bách Xuyên ở tiên giới, đương nhiên hắn sẽ không mặc kệ. Tất nhiên nếu là lúc trước hắn không có năng lực,
thì hắn sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ đã khác, bên cạnh hắn có cao thủ Tuyết Hương. Dĩ nhiên bây giờ hẳn đã có thể. Vừa hay đi tìm Đỗ Kiệt Bân luôn. Đương nhiên điều quan trọng nhất là hắn phải đi kết thúc ân oán với Yến Vô Lượng. Trước đây hắn bị Yến Vô Lượng truy đuổi phải trốn chạy, kiểu gì cũng phải xả cơn tức này. Hơn nữa, giữa hắn và Yến Vô Lượng có mối thù không thể hóa giải. Chỉ bằng đi kết thúc. Tiếp theo, Yến Xích Hà dẫn đường, Dương Bách Xuyên mang theo Tuyết Hương cùng đi thẳng đến Thái Thanh Thiên Môn. Có Yến Xích Hà làm nội ứng, Dương Bách Xuyên làm gì cũng rất giảm bớt được rất nhiều chuyện. Trên đường bọn họ phi hành mà đi, Dương Bách Xuyên lại hỏi thăm Yến Xích Hà tin tức về Đỗ Kiệt Bân. Nhưng Yến Xích Hà cũng chỉ biết bấy nhiêu. Về tung tích của Đỗ Kiệt Bân, hắn ta cũng chỉ nói là Đỗ Kiệt Bân đi mời viện binh, đã rời khỏi thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, không ai biết đã đi đâu. Lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức truyền tới. Nhưng Dương Bách Xuyên có thể khẳng định chắc hẳn Đỗ Kiệt Bân đã đi bái sư. Lúc trước ở động luyện đan kỳ quân, Đỗ Kiệt Bân từng nói với hắn là phía sau Thái Thanh Tiên Môn có một Hỗn Nguyên Đạo Tiên chống lưng, hơn nữa xét về lai lịch thì Hỗn Nguyên Đạo Tiên còn lợi hại hơn Thượng Huyền Tiên Môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn ta phải mở Phong Lôi Tiên Thể thành công. Đối với Đỗ Kiệt Bân mà nói, chuyện này không thành vấn đề. Hắn tin Đỗ Kiệt Bân có thể bái sư thành công và mời được viện binh. Mà đến giờ vẫn chưa có tin tức làm Dương Bách Xuyên hơi lo lắng. Đỗ Kiệt Bân là người bạn đầu tiên của hắn ở tiên giới, Thái Thanh Tiên Môn xảy ra chuyện, đương nhiên hắn phải tới trợ giúp. Có Tuyết Hương cũng là cao thủ cấp bậc Đại La, Dương Bách Xuyên tin tưởng cho dù Yến Vô Lượng mời được hai Đại La thuộc thế lực phía sau ông ta, Tuyết Hương không thể giết chết thì cũng có thể kéo dài thời gian. Tóm lại là hắn phải tìm Yến Vô Lượng báo thù. Sau khi phi hành khoảng 3 tiểu chu thiên, Yến Xích Hà nhìn về phía một ngọn núi lớn đằng xa và nói. Chủ nhân, đó chính là núi Thái Thanh nơi Thái Thanh Tiên Môn tọa lạc. Vừa rồi ta đã gửi tin hỏi thăm một số sư đệ ở Thượng Huyền Tiên Môn, bọn họ nói Yến Vô Lượng đã dẫn người tới, đang tấn công Sơn Môn Thái Thanh. Hai cao thủ Đại La do Man Vương Tiên Sơn phái cử đã đến rồi. Đừng nói nữa, mau đi thôi. Dương Bách Xuyên nhíu mày nói. Cách đó 5-6 dặm, núi Thái Thanh có vẻ bất ổn, cách rất xa mà vẫn loáng thoáng nghe thấy từng đợt tiếng sấm. Nếu là cao thủ cấp bậc Đại La đi đánh tiên trận của Thái Thanh Tiên Môn, Dương Bách Xuyên tin chắc Thái Thanh Tiên Môn không chống đỡ được bao lâu. Ba người tăng tốc bay đến. Giết, giết sạch Thái Thanh Tiên Môn cho ta, gà chó cũng không tha. Sau hôm nay, bản tọa muốn xóa tên Thái Thanh Tiên Môn khỏi thế giới Đại Thanh Tiên Sơn. Khi ba người Dương Bách Xuyên tiến vào núi Thái Thanh, Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói vô cùng ngang ngược tàn nhãn, chính là tiếng hét to của Yến Vô Lượng. Lòng dạ chó hoang ác thật đấy, muốn xóa tên Thái Thanh Tiên Môn cơ à? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, thấy tiên trận của Thái Thanh Tiên Môn đã bị phá. Trong ngoài Sơn Môn có hai nhóm người đang đối đầu, kẻ cầm đầu bên ngoài chính là Yến Vô Lượng, hai người trung niên đứng bên trái và bên phải ông A, một cao một thấp. Không cần hỏi, từ khí tức Dương Bách Xuyên đã đoán được bọn họ hẳn là người của Man Vương Tiên Sơn chỗ dựa sau lưng Yến Vô Lượng. Ngoài ra, phía sau Yến Vô Lượng còn có ba kim tiên. Một trong số đó là kim tiên thượng phẩm hắn chưa gặp bao giờ, hai người khác đều là kẻ đã từng truy sát hắn, còn lại khoảng 15 người là đệ tử cấp bậc chân tiên. Bên trong Thái Thanh Tiên Môn là người trung niên đứng cạnh Đỗ Kiệt Bân mà Dương Bách Xuyên đã gặp lần trước, mặc dù hai người chưa nói chuyện với nhau nhưng Dương Bách Xuyên đoán được đó có thể là Đỗ Nhân Kiệt môn chủ của Thái Thanh Tiên Môn, cũng là phụ thân của Đỗ Kiệt Bân. Hắn hỏi Yến Xích Hà, quả nhiên là vậy, phía Thái Thanh Tiên Môn có vẻ như đã điều động toàn bộ lực lượng. Có kim tiên, có chân tiên, còn có mấy trăm đệ tử thiên tiên, xem ra muốn tử chiến với Thượng Huyền Tiên Môn. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Kiệt Bân, chắc là vẫn chưa về. Lúc này, Dương Bách Xuyên dừng lại cách núi Thái Thanh mấy chục mét, hỏi Tuyết Hương bên cạnh, Tuyết Hương, người có thể đối phó với hai Đại La bên cạnh Yến Vô Lượng không? Tuyết Hương gật đầu đáp, có thể. Dương Bách Xuyên rất hài lòng về câu trả lời này, nhếch miệng cười, lát nữa ra tay cẩn thận chút. Giết được thì giết, không giết được thì bảo vệ bản thân. Ta biết rồi, Tuyết Hương nói mà nét mặt không gợn sóng, coi bộ nàng ấy không lo lắng chút nào. Dáng vẻ ấy càng khiến Dương Bách Xuyên tự tin hơn. Giết! Sau đó Dương Bách Xuyên hét lên, hét xong liền bay đi trước. Lúc này, đệ tử của Thượng Huyền Tiên Môn và Thái Thanh Tiên Môn đã đánh nhau. Có Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không lo lắng về hai Đại La bên cạnh Yến Vô Lượng.
Bởi vì hắn biết thực lực của Tuyết Hương tuy cũng là cấp bậc đại la như lời chim thần ma nói, nhưng không phải là thực lực đại la bình thường. Trong cùng cảnh giới, thực lực của yêu tộc mạnh hơn nhân tộc. Lúc này Dương Bách Xuyên xông tới, mục tiêu rất rõ ràng, đó là Yến Vô Lượng và Kim Tiên bên cạnh Yến Vô Lượng. Hắn không biết hiện giờ thực lực chân tiên trung phẩm của mình có thể đối phó với cấp bậc Kim Tiên đại viên mãn như Yến Vô Lượng hay không, nhưng vẫn muốn xông lên thử sức. Nếu không đánh nổi thì mục tiêu của hắn sẽ đổi thành ba trưởng lão Kim Tiên của Thượng Huyền Tiên Môn. Dù sao bên hắn còn có một Kim Tiên sơ phẩm là Yến Xích Hà, ít nhiều gì cũng có thêm sự hỗ trợ. Mặt khác, Dương Bách Xuyên tin rằng người của Thái Thanh Tiên Môn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ba người Dương Bách Xuyên xuất hiện, quả nhiên Yến Vô Lượng lập tức phát hiện ra. Tiểu tặc Dương Bách Xuyên chưa chết, còn tự dâng đến cửa. Ta đang lo không biết đi đâu tìm ngươi, bây giờ thì tốt rồi. Hôm nay bản tôn sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục, không cho ngươi cơ hội chạy thoát nữa. Yến Vô Lượng hơi sửng sốt khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, nhưng trước đó ông ta đã nhận được tin tức từ đệ tử nói Dương Bách Xuyên xuất hiện ở Hồ Độc Giác Long, do đang dẫn người đi đánh Thái Thanh Tiên Môn nên ông ta không tới đó, chỉ sai đại đệ tử Yến Nhân Nghĩa đi chặn Dương Bách Xuyên. Sau đó không còn tin tức gì nữa, ai dè lúc này Dương Bách Xuyên lại chủ động dâng đến tận cửa. Mặc dù Yến Vô Lượng rất kinh ngạc vì tên nhãi này còn sống, nhưng vui mừng nhiều hơn. Hiện giờ bên cạnh ông ta có hai cao thủ đại la, chỉ cần Dương Bách Xuyên tới thì đừng hòng sống sót. Hôm nay vừa có thể xóa sổ Thái Thanh Tiên Môn, lại vừa có thể giết thằng nhãi Dương Bách Xuyên, tâm trạng Yến Vô Lượng rất tốt. Tiếp theo Yến Vô Lượng nhìn thấy đại đệ tử Yến Nhân Nghĩa đi theo phía sau Dương Bách Xuyên, hơn nữa đã đột phá lên cấp bậc Kim Tiên, hai mắt ông ta lập tức sáng ngời. Nhưng ngay sau đó ông ta lại nảy sinh nghi ngờ tại sao đệ tử Yến Nhân Nghĩa ở ngay phía sau Dương Bách Xuyên, mà Dương Bách Xuyên lại không giết hắn ta. Lẽ nào bị Dương Bách Xuyên uy hiếp, Yến Vô Lượng thầm nghĩ như vậy, đồng thời hô to với Yến Nhân Nghĩa, tình hình thế nào? Mấy sư đệ của con đâu? Đương nhiên lúc này Yến Vô Lượng vẫn chưa biết đại đệ tử Yến Nhân Nghĩa của ông ta đã đổi tên thành Yến Xích Hà. Dương Bách Xuyên lơ lửng giữa không trung, híp mắt nhìn cặp sư đồ này. Hắn không nói gì mà chỉ dừng lại quan sát, Tuyết Hương cũng đứng bên cạnh hắn. Lúc này, bọn họ đã kéo giãn khoảng cách với Yến Xích Hà. Trong khi đó, đệ tử của hai phe Thái Thanh Tiên Môn và Thượng Huyền Tiên Môn đang chém giết rung trời. Yến Nhân Nghĩa tức Yến Xích Hà đột nhiên kéo giãn khoảng cách với Dương Bách Xuyên, nói với Yến Vô Lượng, sư phụ, đệ tử bị Dương Bách Xuyên uy hiếp, mấy vị sư đệ đều bị hắn giết rồi. Hắn ta nói xong, Tuyết Hương nhíu mày nhìn Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên cũng híp mắt nhìn Yến Xích Hà rồi tỏ ý không hề gì với Tuyết Hương. Hắn nghĩ nếu Yến Xích Hà tức Yến Nhân Nghĩa đúng là ngọn cỏ đầu tường sống hai mặt, thì bây giờ đối phương phản bội không phải là chuyện xấu. Hắn cần thuộc hạ trung thành tột độ như Lão Mạc và A Thiệt, chứ không phải hạng người chân trong chân ngoài. Hắn có thể vòng qua Yến Vô Lượng giết Yến Xích Hà. Chỉ nghe Yến Vô Lượng trầm giọng nói, thằng nhãi Dương Bách Xuyên uy hiếp đệ tử của ta thì tính là bản lĩnh gì chứ? Thả đệ tử Yến Nhân Nghĩa ra, bản tọa hứa sẽ cho ngươi chết toàn thây. Ha ha, trong mắt ta, một tên Kim Tiên sơ phẩm không có tính uy hiếp. Hôm nay ta muốn giết ngươi, còn tên Kim Tiên này thì ta muốn giết hắn lúc nào cũng được. Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Được lắm, xem như thằng nhãi ngươi có chút khí phách nam nhi. Yến Vô Lượng khen Dương Bách Xuyên một câu, sau đó nói với Yến Xích Hà, đồ vô dụng, còn không cút đến đây. Yến Vô Lượng cho rằng chắc chắn là tên đệ tử vô dụng này của mình đã cầu xin Dương Bách Xuyên nên Dương Bách Xuyên mới tha mạng, bây giờ dẫn theo đến đây để sỉ nhục ông ta. Nếu là lúc trước, có lẽ Yến Vô Lượng sẽ mặc kệ tên đệ tử Yến Nhân Nghĩa này. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi thấy tu vi của Yến Nhân Nghĩa đã đột phá cảnh giới kim đan sơ phẩm, ông ta muốn cứu tên đệ tử vô dụng này. Bởi vì cấp bậc kim tiên trong Thượng Huyền Tiên Môn là trưởng lão, mà Dương Bách Xuyên đã giết mấy trưởng lão kim tiên. Hiện tại Thượng Huyền Tiên Môn đang cần trưởng lão cấp bậc Kim Tiên. Ông ta cứ tưởng Dương Bách Xuyên sẽ không thả Yến Nhân Nghĩa qua đây, cố ý nói một câu, không ngờ Dương Bách Xuyên lại thả Yến Nhân Nghĩa thật. Yến Vô Lượng cười thầm trong bụng, quả nhiên là một tên nhóc không có đầu óc, thế mà đã bị lừa, ngông cổng tự đại, ha ha. Cũng tốt, hãy chống mắt lên mà xem hôm nay bản tọa xử thằng nhãi ngươi thế nào. Dương Bách Xuyên không biết Yến Vô Lượng đang nghĩ gì, nếu biết thì e là hắn sẽ bật cười. Hắn nhìn Yến Nhân Nghĩa, trong mắt lóe lên tia sáng. Yến Nhân Nghĩa cảm nhận được Dương Bách Xuyên nhìn sang, vội vàng né tránh, sau đó bay đến bên cạnh sư phụ Yến Vô Lượng.
không có ai nhìn thấy lúc này hai tròng mắt của Yến Nhân Nghĩa lóe lên sát ý rồi biến mất. Yến Nhân Nghĩa mang dáng vẻ yếu đuối và sợ hãi đi đến bên cạnh Yến Vô Lượng, nhỏ giọng nói, sư phụ, đệ tử khiến người mất mặt rồi. Đồ vô dụng, đứng ra đằng sau sư phụ đi, đợi xử lý thằng nhãi Dương Bách Xuyên xong, vi sư sẽ trừng trị tên đần độn nhà ngươi. Yến Vô Lượng trợn mắt trừng Yến Nhân Nghĩa. Vâng ạ, lúc này Yến Nhân Nghĩa lộ vẻ sợ hãi khi đối diện với Yến Vô Lượng, đi ra phía sau ông ta lẳng lặng đứng im. Tuy nhiên, Yến Nhân Nghĩa đứng phía sau Yến Vô Lượng lại cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn y phục của Yến Vô Lượng. Lúc này, chỉ nghe Yến Vô Lượng nói, hai vị thượng tiên, thằng nhãi kia chính là hung thủ giết con trai của ta, xin hai vị hãy ra tay giết hắn trước rồi hãng tiêu diệt Thái Thanh Thiên Môn. Người trung niên mảnh khảnh bên trái cười ha ha nói, Yến môn chủ cứ chuyện bé xé ra to, thằng nhãi kia chỉ là chân tiên trung phẩm mà thôi. Nhưng khí tức của con nhóc bên cạnh thằng nhãi kia lại không tầm thường. Đúng vậy, ta cảm nhận được khí tức của tiên thú, hình như không yếu hơn hai chúng ta đâu. Người thấp bé bên phải nghiêm túc nói. Yến Vô Lượng nghe hai người này nói vậy, trong lòng lập tức kinh hãi. Hai người bên cạnh ông ta là cao thủ Đại La từ Man Vương Tiên Sơn mà ông ta nhờ em gái Yến Ngư Hồng phái tới. Một người là Đại La sơ phẩm, một người là Đại La trung phẩm. Không ngờ hai người này lại nói con nhóc bên cạnh Dương Bách Xuyên không ầm thường, cũng là cấp bậc Đại La. Điều này làm cho Yến Vô Lượng không thể bình tĩnh được. Đừng lo, hắn chỉ có một trợ thủ mà thôi, cùng lắm cũng chỉ là Đại La sơ phẩm. Ha ha, yêu tộc Đại La trông rất non mềm, não phu thích. Tên Đại La thấp bé cười hình hịch, gọi tên cao một tiếng, sau đó hai người lao thẳng về phía Tuyết Hương. Mà lúc này, Yến Vô Lượng trầm giọng hỏi Yến Nhân Nghĩa, con nhóc bên cạnh Dương Bách Xuyên có lai lịch gì, con có biết không? Yến Nhân Nghĩa nghiêm mặt nói, thưa sư phụ, đệ tử không biết con nhóc bên cạnh Dương Bách Xuyên có lai lịch gì, nhưng có thể xác định con nhóc kia và Dương Bách Xuyên cùng đi ra từ hồ độc Giác Long, cho nên đệ tử có một suy đoán không biết là đúng hay sai. Yến Nhân Nghĩa nói đến đây thì dừng. Yến Vô Lượng trầm giọng nói, suy đoán gì thì nói thẳng ra, đừng có ấp a ấp úng. Nét mặt Yến Nhân Nghĩa trở nên nặng nề, hắn ta đến gần Yến Vô Lượng thêm chút nữa rồi mới chậm rãi nói, sư phụ, con đoán con nhóc bên cạnh Dương Bách Xuyên chính là vị dưới hồ kia trong truyền thuyết. Gì cơ, người có căn, á, tên nghiệp chướng này dám đánh lén vi sư. Yến Vô Lượng còn chưa nói xong chữ cứ trong từ căn cứ thì đã bị Yến Nhân Nghĩa bất ngờ đánh một quyền vào vị trí đạo nguyên, lập tức hộc máu. Ta hận không thể chém ngươi thành nghìn mảnh, ngươi cũng xứng làm sư phụ của người khác ư. Lão già chết tiệt nhà ngươi hủy hoại sư muội mà ta yêu mến, không bằng loài cầm thú. Yến Nhân Nghĩa ta đã thề một ngày nào đó sẽ báo thù cho sư muội. Còn nữa, hiện tại lão tử tên là Yến Xích Hà, Dương Bách Xuyên là chủ nhân của ta. Thời khắc này gương mặt của Yến Nhân Nghĩa trông rất dữ tợn, vẻ mặt điên cuồng. Yến Nhân Nghĩa, ngươi thật to gan. Lúc này, ba trưởng lão của Thượng Huyền Tiên Môn giận dữ tấn công Yến Nhân Nghĩa. Nhưng một đạo kiếm khí thình lình chém xuống, ngăn cản bọn họ. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên xuất tại chiến trường. Đằng xa, Đỗ Nhân Kiệt nói với bốn trưởng lão bên cạnh, đã đến lúc chúng ta ra mặt, giết ba kim tiên của Thượng Huyền Tiên Môn, giết Yến Vô Lượng. Cơ hội tới rồi. Tình huống trước đó, tất cả đều đang đợi cơ hội để xoay chuyển. Dương Bách Xuyên đang đợi Yến Xích Hà, Đỗ Nhân Kiệt đợi Dương Bách Xuyên. Hiện tại thời cơ đã tới. Thật ra Dương Bách Xuyên đã lựa chọn theo trái tim mình, lúc trước Yến Xích Hà trở mặt đi cạnh Yến Vô Lượng, cũng không bàn bạc gì với người chủ nhân này. Hắn chỉ cảm thấy Yến Xích Hà không phải loại người dễ dàng phản bội như vậy, hơn nữa lúc trước hắn còn bắt được ánh mắt lóe lên khác thường của Yến Xích Hà. Vậy nên Dương Bách Xuyên cũng không vội ra tay mà lựa chọn chờ đợi. Hiện tại xem ra cảm giác của hắn quả nhiên không sai. Đỗ Nhân Kiệt cũng đang nhìn Dương Bách Xuyên, năm đó ông đã được chứng kiến thủ đoạn của Dương Bách Xuyên ở Đại La Tiên Phủ, Đỗ Nhân Kiệt đánh giá rất cao người này. Nhưng điều mà Đỗ Nhân Kiệt không ngờ tới là, Dương Bách Xuyên lại xuất hiện giúp đỡ Thái Thanh Tiên Môn, có lẽ là nể mặt con trai Đỗ Kiệt Bân, Dương Bách Xuyên nghe thấy Thượng Huyền Tiên Môn nên mới tới. Nhớ tới con trai Đỗ Kiệt Bân, trong lòng Đỗ Nhân Kiệt cảm thấy lo lắng, từ sau khi đi bái sư cầu viện binh, cho tới bây giờ vẫn không có tin tức, cũng không liên lạc được. Kết quả là chỗ dựa sau lưng Yến Vô Lượng tới trước. Hai cao thủ Đại La xuất hiện, điều này khiến Đỗ Nhân Kiệt vô cùng lo lắng. Sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên khiến Đỗ Nhân Kiệt nhìn thấy hy vọng. Lúc này,
Khi nhìn thấy tên đệ tử đi cạnh Yến Vô Lượng bỗng nhiên đánh lén, Dương Bách Xuyên nhanh chóng ra tay, Đỗ Nhân Kiệt biết cơ hội đã tới rồi. Hôm nay có hai thứ khiến ông vui vẻ. Một là Đỗ Nhân Kiệt nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh Dương Bách Xuyên vậy mà lại là cao thủ, lúc này đang đánh nhau với hai đại la mà Yến Vô Lượng mời tới, hơn nữa một đấu hai nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Hai là đệ tử của Yến Vô Lượng lại đánh lén ông ta, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù đòn đánh lén đó không giết chết được Yến Vô Lượng, nhưng ông ta đã hộc máu, bị đánh lén Yến Vô Lượng chắc chắn sẽ bất lợi. Thế cục dường như đã thay đổi lớn, Đỗ Nhân Kiệt biết phải phối hợp thật tốt với Dương Bách Xuyên, hôm nay sẽ có cơ hội giết chết được Yến Vô Lượng và đám người ông ta dẫn tới. Đỗ Nhân Kiệt căn bản chưa nghĩ tới hậu quả. Bọn họ và Thượng Huyền Tiên Môn của Yến Vô Lượng là kẻ thù truyền kiếp, hơn nữa hôm nay Yến Vô Lượng còn muốn diệt Thái Thanh Tiên Môn. Có thể nói Thượng Huyền Tiên Môn đã vây công bọn họ mấy chục năm, cục tức này đủ nghẹn khuất. Bây giờ có cơ hội giết chết Yến Vô Lượng, Đỗ Nhân Kiệt cầu còn không được. Với Dương Bách Xuyên mà nói, nhìn thấy Yến Xích Hà ra tay, hắn lập tức vung kiếm ngăn cản Tam Đại Kim Tiên tấn công Yến Xích Hà. Lúc này hắn xuất hiện chắn bên cạnh Yến Xích Hà rồi nói, làm không tệ, nhưng lần sau ngươi muốn làm gì tốt nhất là thông báo với ta một tiếng, nếu không chết rồi thì đừng có trách ta. Nói không tức giận Yến Xích Hà là giả. Lá gan của con hàng này rất lớn, ngay cả hắn cũng dám lừa. Nếu hắn không bắt được ánh mắt khác thường của Yến Xích Hà, có chuẩn bị từ sớm thì lúc này Yến Xích Hà đã bị trưởng lão của Thượng Huyền Tiên Môn giết chết từ lâu rồi. Chủ nhân thứ tội, lão giả Yến Vô Lượng này rất tinh danh, nếu thuộc hạ thông báo trước cho người thì sợ là sẽ bị ông ta phát hiện, đáng tiếc là không giết chết được lão tặc này. Yến Xích Hà căm hận nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì rất ngạc nhiên, giống như con hàng này không có bất cứ tình cảm thầy trò nào với Yến Vô Lượng, ngược lại còn rất căm ghét, xem ra trong này còn có chuyện xưa, nhưng lúc này cuộc chiến đã bắt đầu, hẳn cũng không có thời gian hỏi những chuyện này. Hắn nói với Yến Xích Hà, đi giúp những người khác của Thái Thanh Thiên Môn, đừng dính vào đám kim tiên này, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Rõ, thuộc hạ lập tức đi ngay, chủ nhân cẩn thận. Yến Xích Hà đương nhiên biết hắn vừa mới lên được kim tiên sơ phẩm, không phải đối thủ của bất kỳ trưởng lão nào. Nếu như ở lại đây thì sẽ kéo thêm phiền phức cho chủ nhân, chỉ bằng giết đám chân tiên kia thì hơn. Hắn đáp lại một câu rồi xoay người rời đi, dù sao có thể đánh lén Yến Vô Lượng thì hắn đã rất hài lòng rồi, cũng xem như báo thù cho sư muội. Kế tiếp, sống chết của Yến Vô Lượng, hắn đặt hết hy vọng lên người chủ nhân Dương Bách Xuyên. Hắn tin Dương Bách Xuyên nhất định sẽ giết được Yến Vô Lượng, báo thù cho sư muội của hắn. Sở dĩ Yến Xích Hà hận người sư phụ này là bởi vì trong mắt của hắn, ông ta là loại cầm thú, không có tư cách trưởng bối. Bởi vì người khác có lẽ không biết, nhưng hắn là đại đệ tử của Yến Vô Lượng, biết rõ một mặt u tối của ông ta. Rất ít người biết sư phụ của hắn, môn chủ Thượng Huyền Tiên Môn lúc không có ai sẽ lén lút tu luyện thải âm chi công. Rất nhiều nữ tử trong thiên môn đã trở thành lò tu luyện của ông ta. Trong đó bao gồm cả sư muội của Yến Xích Hà, có thể nói là đối tượng thầm mến của hắn. Yến Xích Hà đi cầu xin Yến Vô Lượng, nhưng lại bị ông ta trừng phạt, kết quả sư muội bị Yến Vô Lượng tu luyện tà công ép thành xác khô. Kể từ khi đó, từ sâu trong nội tâm Yến Xích Hà đã nghĩ cách làm thế nào để giết chết Yến Vô Lượng. Chỉ là hắn biết, chuyện này gần như không thể. Bởi vì tu vi của hắn và Yến Vô Lượng cách xa như trên trời với dưới đất, hơn nữa hắn vẫn luôn bị kẹt ở bình cảnh chân tiên, ngay cả kim tiên cũng không phải. Vậy nên mấy nghìn năm nay, Yến Xích Hà vẫn luôn chôn sâu sự căm ghét này. Biết được Dương Bách Xuyên, ngược lại tu vi của hắn đột phá kim tiên sơ phẩm, Dương Bách Xuyên không giết chết hắn, hắn cũng nhìn thấy được tiềm lực tương lai của Dương Bách Xuyên. Yến Xích Hà biết số phận cuộc đời của mình sẽ thay đổi, đây chỉ là một loại cảm giác. Nhưng hắn tin vào cảm giác của mình, thân là người tu luyện, giác quan thứ 6 vô cùng mạnh. Vậy nên khi đối mặt với ơn không giết của Dương Bách Xuyên, sau khi lấy lại được cuộc sống mới hắn đã hạ quyết tâm, nói không chừng một ngày nào đó có thể báo thù, đi theo Dương Bách Xuyên hắn sẽ có nhiều cơ duyên hơn. Thấy được Yến Vô Lượng, Yến Xích Hà đã lập kế hoạch đánh lén. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng hẳn tin vận mệnh của bản thân sẽ thay đổi, hắn nhất định phải thử một lần. Quả nhiên hắn thành công. Mặc dù không giết được Yến Vô Lượng nhưng hắn tin đòn đánh lén kia cũng khiến cho Yến Vô Lượng ăn đủ. Vậy là mãn nguyện rồi. Dương Bách Xuyên không biết trong lòng Yến Xích Hà nghĩ như vậy, mục tiêu của hắn đặt trên người Yến Vô Lượng và Tam Đại Trưởng Lão Kim Tiên, chuẩn bị giết bọn họ. Nhưng lúc này,
Bên cạnh vài tiếng gió, Đỗ Nhân Kiệt xuất hiện, Yến Vô Lượng giao cho ta xử lý, ngươi và bọn họ đối phó với ba tên kim tiên kia. Trong mắt Đỗ Nhân Kiệt, tu vi của Dương Bách Xuyên lại tăng lên, trước đây không lâu Dương Bách Xuyên mới chỉ là chân tiên sơ phẩm, nhưng hiện tại đã đột phá chân tiên trung phẩm, loại tốc độ tu luyện này có thể nói là tư chất yêu nghiệt. Bây giờ Đỗ Nhân Kiệt đã có thể hiểu vì sao con trai Đỗ Kiệt Bân của ông lại sùng bá Dương Bách Xuyên như vậy. Chỉ riêng tài năng tu luyện này cũng đáng để kết giao bằng hữu. Lúc này, Đỗ Nhân Kiệt để Dương Bách Xuyên và bốn trưởng lão của Thái Thanh Tiên Môn đi đối phó với ba trưởng lão của Thượng Huyền Tiên Môn, đồng nghĩa với việc xem Dương Bách Xuyên như người có cùng cấp bậc. Thật ra Đỗ Nhân Kiệt biết Dương Bách Xuyên có thực lực giết chết được Kim Tiên, xem hắn như người cùng cấp bậc cũng không sai. Được, Dương Bách Xuyên nghe Đỗ Nhân Kiệt nói vậy thì cũng không do dự, hắn biết Đỗ Nhân Kiệt là cường giả Kim Tiên đại viên mãn, đối phó với một Yến Vô Lượng đã bị đánh lén cũng không thành vấn đề. Hắn và bốn trưởng lão Kim Tiên của Thái Thanh Tiên Môn đối phó với ba người kia cũng là sự lựa chọn tốt nhất, có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến, sau đó quay ngược lại giúp đỡ Đỗ Nhân Kiệt giết chết Yến Vô Lượng, cuối cùng bọn họ sẽ cùng nhau vây công hai đại la mà Yến Vô Lượng mời tới. Dương Bách Xuyên vẫn luôn chú ý tới phía bên Tuyết Hương, nhìn thấy một mình Tuyết Hương đối phó với hai đại la mà không hề rơi vào thế bất lợi, Dương Bách Xuyên cũng tạm thời yên tâm. Vu Ti, kiếm đầu long xuất hiện trong tay Dương Bách Xuyên, mục tiêu của hắn nhắm tới một kim tiên sơ phẩm của Thượng Huyền Tiên Môn, bỗng nhiên hắn chém một kiếm tới. Gã kim tiên kia đã bị kim tiên của Thái Thanh Tiên Môn chặn lại, đối mặt với nhát kiếm đang chém tới của Dương Bách Xuyên, gã không thể tránh né chỉ có thể đỡ lấy. Kết quả, đối phương hét thảm, bị Dương Bách Xuyên chém làm đôi. Lúc này, Thượng Huyền Tiên Môn chỉ còn lại một kim tiên trung phẩm và một kim tiên thượng phẩm. Bên cạnh Dương Bách Xuyên có bố kim tiên của Thái Thanh Tiên Môn, công thêm hắn nữa là năm, bọn họ bao vây tấn công hai người kia. Trận chiến sau đó không hề có chút áp lực nào, gần như chiếm ưu thế áp đảo, năm người bọn họ đã giết chết hai gã kim tiên của Thượng Huyền Tiên Môn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên híp mắt, hắn chạy thẳng tới chỗ Yến Vô Lượng. Trong tầm mắt của hắn, lúc này Yến Vô Lượng vẫn chưa bị Đỗ Nhân Kiệt giết chết, điều này đã nằm ngoài dự tính của hắn. Từ tận đáy lòng, Dương Bách Xuyên cực kỳ căm hận Yến Vô Lượng, hắn trực tiếp vọt lên, chém Yến Vô Lượng một kiếm. Nhưng bên tai hắn vang lên tiếng nhắc nhở của Đỗ Nhân Kiệt. Cháu trai, đừng lại gần Yến Vô Lượng. Đỗ Nhân Kiệt đã chậm một bước, kiếm của Dương Bách Xuyên đã chém về phía Yến Vô Lượng, khoảng cách tới ông ta chỉ còn 10 mét. Nhưng Dương Bách Xuyên không cho là như vậy, hiện tại kim tiên của Thượng Huyền Tiên Môn đều bị hắn giết chết, đối phương chỉ còn lại mình Yến Vô Lượng và hai cao thủ đại la. Hai người kia bị một mình Tuyết Hương kiềm hãm, căn bản không thoát ra được. Dương Bách Xuyên đến chỗ Đỗ Kiệt Bân đối phó với Yến Vô Lượng, để những kim tiên của Thái Thanh Tiên Môn đi trấn áp chân tiên, thiên tiên của Thượng Huyền Tiên Môn chỉ là chuyện đơn giản. Cục diện đã rõ, không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì lần này Thượng Huyền Tiên Môn sẽ xong đời. Lúc này nghe Đỗ Nhân Kiệt lớn tiếng nhắc nhở, trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn đề cao cảnh giác. Nhưng lúc này, Yến Vô Lượng lại gầm lên, thiên băng chi hàn, đóng băng tất cả. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Yến Vô Lượng vung hai tay, trên cơ thể ông ta xuất hiện hàng vạn tia sáng bạc, song đó bộc phát ra. Nơi nào có ánh sáng đi qua, mặt đất đều được bao phủ bởi một lớp bạc. Nhưng trái tim của Dương Bách Xuyên lại đập thình thịch, hắn cảm thấy ớn lạnh tột độ. Bây giờ mới hiểu vì sao Đỗ Nhân Kiệt lại lớn tiếng nhắc nhở hắn, cũng rõ tại sao trận chiến giữa Yến Vô Lượng và Đỗ Nhân Kiệt vẫn luôn duy trì khoảng cách hơn 100 mét. Thỉnh thoảng sẽ có va chạm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gần Yến Vô Lượng trong phạm vi 10 mét, phần lớn hai người đều chiến đấu ở khoảng cách 100 mét. Đây cũng là lý do vì sao Đỗ Nhân Kiệt kiêng dè Yến Vô Lượng. Kiêng dè là vì Yến Vô Lượng có bản lĩnh đóng băng mọi thứ. 100 mét là giới hạn lĩnh vực của Yến Vô Thường. Dương Bách Xuyên là người dẫn đầu. Không phải hắn chưa từng nghĩ lùi lại sau hay tránh né, nhưng phát hiện căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Tốc độ của Yến Vô Lượng quá nhanh. Nhanh tới mức hắn không thể nào tránh né. Bởi vì sức mạnh bộc phát từ trên cơ thể của Yến Vô Lượng là ánh sáng. Hơn nữa là khuếch tán ra bốn phía. Dương Bách Xuyên ở quá gần Yến Vô Lượng nên không thể nào tránh né được lực lượng lạnh lẽo này. Chớp mắt, toàn thân hắn đã bị cỗ lực lượng băng ản kia bao phủ, lập tức biến thành một tượng đá. Đương nhiên Dương Bách Xuyên vận chuyển công pháp, khí lạnh của Yến Vô Thường chỉ đóng băng được bên ngoài cơ thể hắn, chứ không phải bị đông từ trong ra ngoài.
Nhưng dù là như vậy thì Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được cỗ sức mạnh đáng sợ này. Hắn phát hiện khí lạnh này vô cùng khủng khiếp, thẩm thấu từ ngoài vào trong, rất có khuynh hướng đông cứng hắn thành cột băng. Dương Bách Xuyên cố gắng vận công sức mạnh để chống đỡ, nhưng hắn cảm nhận đối mặt với khí lạnh của Yến Vô Lược, lực lượng của hắn cũng bại lui. Mạnh mẽ, chí âm chí dương, ngang ngược, lực phá hoại cường đại là những hình dung của Dương Bách Xuyên về năng lượng của Yến Vô Lược. Lúc này, Dương Bách Xuyên bắt đầu căng thẳng, không ngờ Yến Vô Lượng còn có bản lĩnh như vậy, là do bản thân hắn quá khinh địch. Ngay cả khi hắn dùng hết sức chém ra kiếm khí cũng bị lực lượng lạnh lẽo của Yến Vô Lượng đóng băng. Sức mạnh của Kim Tiên Đại Viên Mãn quả thật là cường đại, cũng vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên đang so sánh với bản thân mình. Theo như trước khi chiến đấu, thực lực hiện tại của hắn là chân tiên trung phẩm, nếu như có sức mạnh của Hắc Liên hỗ trợ. Ít nhất hắn cũng có thể đọ sức. Với Kim Tiên thượng phẩm, hiện tại đối đầu với Yến Vô Lượng hắn đã bị thua thiệt, thậm chí còn rơi vào thế hạ phong. Lúc này nên làm gì bây giờ? Dương Bách Xuyên câu thông với Hắc Liên nhờ giúp đỡ, nhưng không gửi được tín hiệu. Cỗ lực lượng lạnh lẽo này của Yến Vô Lượng không chỉ đóng băng cơ thể mà còn cắt đứt ý thức của tiên hồn, ngay cả sức mạnh tiên hồn cũng không dùng. Được, lần này Dương Bách Xuyên đã thật sự sợ hãi. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó, trong cơ thể mình cũng có sức mạnh thuộc tính. Nhưng không biết có dùng được hay không. Đó là thủy chi căn nguyên châu. Vẫn luôn được nuôi dưỡng trong cơ thể hẳn. Về cơ bản mà nói thủy chi căn nguyên châu là tổ tiên của tất cả thuộc tính nước, lực lượng băng hàn kia của Yến Vô Lượng cũng có thể xem như một loại nước. Dương Bách Xuyên không biết thủy chi căn nguyên có hấp thu được hay không. Lúc này, lực lượng lạnh lẽo kia đã thấm sâu vào trong cơ thể hắn. Dương Bách Xuyên không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể dùng tất cả khả năng để thử. Lúc này, hắn dùng thủy chi căn nguyên, hy vọng có thể hấp thụ lực lượng này của đối phương. Kết quả khiến Dương Bách Xuyên cay đắng, hắn phát hiện lực lượng của Yến Vô Lượng đã phá hủy quá nhiều, hắn vậy mà không dùng được thủy chi căn nguyên. Đến lúc này Dương Bách Xuyên đã thật sự sốt ruột. Nhưng lúc này trong đầu vang lên giọng của Càn Khôn Chi Linh. Tiểu tử! Người định để thanh liên tiên hỏa trong cơ thể làm vật trang trí à? Câu nói này đã khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Trong lúc lo lắng hoảng loạn, hắn quên mất thanh liên tiên hỏa, nhờ có Càn Khôn Chi Linh nhắc nhở, Dương Bách Xuyên lập tức nhớ tới nó. Đúng thế, lực lượng lạnh lẽo kia của Yến Vô Lượng có trâu bò tới đâu thì cũng không bằng thanh liên tiên hỏa. Thanh liên chính là tiên hỏa đứng thứ ba trong thập đại tiên hỏa của tiên giới, uy lực đương nhiên không cần phải nói. Có thể cung cấp lực lượng cho trứng côn bằng, điều này đã chứng minh uy lực của thanh liên tiên hỏa. Chủ yếu là ngay từ đầu Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới dùng thanh liên tiên hỏa để chiến đấu, trong tiềm thức hắn chỉ nghĩ tiên hỏa là loại lửa để luyện đan. Nhưng lại quên mất tiên hỏa cường đại cũng có thể lấy ra chiến đấu. Lúc này, cuối cùng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng nóng lên. Hắn vội vàng sử dụng thanh liên tiên hỏa. Để thanh liên tiên hỏa lan từ trong ra ngoài. Dương Bách Xuyên lập tức vui mừng. Quả nhiên, sau khi lực lượng lạnh lẽo của Yến Vô Lượng gặp phải thanh liên tiên hỏa, bắt đầu tháo lui. Trong nháy mắt khí lạnh bao phủ trong ngoài thân thể hắn đã bị thanh liên tiên hỏa đốt cháy không còn. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn về hướng Yến Vô Lượng, hắn thấy lão già này đang đi về phía này, vung trưởng tới trước mặt hắn. Thật ra thì khoảng thời gian hắn bị đóng băng, sau đó dùng thanh liên tiên hỏa hóa giải cũng không quá dài, cũng chỉ vài hơi thở mà thôi. Sau khi bị đóng băng, Yến Vô Lượng nhân cơ hội tấn công hắn cũng là điều bình thường. Nghĩ cũng khá buồn cười, chỉ là Yến Vô Lượng không ngờ tới trong cơ thể hắn lại có thanh liên tiên hỏa. Với Yến Vô Lượng mà nói, lần này ông ta quả thật đã thành công, sau khi ông A thi triển ra con át chủ bài, Yến Vô Lượng nhìn thấy toàn bộ cơ thể Dương Bách Xuyên đã bị đóng băng. Trong lòng không thể vui vẻ được hơn nữa. Ông ta nghĩ cuối cùng cũng báo thù được cho con trai. Yến Vô Lượng còn đang cười lạnh nghĩ, tên tiểu tử này vẫn luôn trốn bổn tọa, lúc này lá gan lại lớn, không ngờ bổn tọa còn có bản lĩnh này đúng không? Yến Vô Lượng cười lớn, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên hóa thành tượng băng, ông ta lập tức vung trưởng đánh về phía đối phương. Khi Yến Vô Lượng vung trưởng tới, trong đầu ông ta đã sớm tưởng tượng tới cảnh Dương Bách Xuyên sẽ bị đánh thành những mảnh băng vụn. Sau đó, mắt thấy sắp thành công. Đột nhiên Yến Vô Lượng thấy trên tượng băng của Dương Bách Xuyên tản ra ánh sáng xanh biếc. Âm dưới tiếng nổ vang, ánh sáng xanh trên người Dương Bách Xuyên bùng lên. Cái gì, chuyện này sao có thể? Yến Vô Lượng vô cùng sợ hãi,
ông ta rất tin tưởng vào băng hàn của bản thân. Nếu như khi bị đóng băng còn có thể đối phó, vậy sau khi băng tan ông ta sẽ xong đời. Không một ai dưới kim tiên có thể thoát được từ lực lượng băng hàn này của ông ta. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại có thể làm được. Dưới ánh sáng xanh rực rỡ, Yến Vô Lượng cùng lúc cảm nhận được cơn nóng đang thiêu đốt, khiến tim đập thình thịch. Lúc này lòng bàn tay của ông ta đã đánh tới trước người Dương Bách Xuyên, cảm giác được có gì đó không đúng, muốn thu tay lại thì đã muộn. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, áp lực của Dương Bách Xuyên cũng không nhỏ. Bởi vì hắn biết tu vi của bản thân chênh lệch với Yến Vô Lượng cả một cảnh giới lớn, đây cũng không phải chuyện đùa. Hắn có thể đánh được kim tiên thượng phẩm, nhưng không chắc chắn có thể chống lại được sức mạnh của kim tiên đại viên mãn. Sau khi thanh liên tiên hỏa làm tan đi khí lạnh trên cơ thể, toàn thân vừa khôi phục lại đã đối mặt với Yến Vô Lượng đang đánh tới. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên không hoàn toàn nắm chắc, liệu hắn có đỡ được đòn của Yến Vô Lượng hay không. Nhưng mà hắn không còn lựa chọn khác, chỉ có thể hy vọng thanh liên tiên hỏa sẽ có tác dụng. Trong lúc vội vàng Dương Bách Xuyên dồn toàn bộ sức mạnh của cơ thể, nghênh đón Yến Vô Lượng. Nhìn từ phía xa, cú đấm của Dương Bách Xuyên mang theo ánh sáng xanh biếc, còn Yến Vô Lượng lại mang theo màu bạc chói mắt. Một nóng một lạnh, âm. Hai bên chạm nhau vang lên tiếng nổ rung trời. Hự. Dương Bách Xuyên hộc máu, bị đánh bay ra xa tận hơn 10 thước, lồng ngực đau rát như bị thiêu đốt, xét về lượng tiên lực trong người thì ta vẫn thua lão bất tử này một khoảng xa. Hai người đấu trưởng với nhau, nhưng cuối cùng Dương Bách Xuyên lại bị tiên lực hùng hậu của Yến Vô Lượng thổi bay, thậm chí còn bị nội thương, cũng may là vẫn trong giới hạn chịu đựng. Ha ha ha, đúng là danh con không biết lượng sức, bổn tọa cứ tưởng ngươi có chiêu gì cao siêu lắm, không ngờ năng lực cũng chỉ tới đó, ha ha ha, cười chết bổn tọa mà. Bấy giờ, Yến Vô Lượng há miệng cười lớn, dù mới so trưởng với Dương Bách Xuyên xong, nhưng ông ta lại chẳng hề hấn gì, cơ thể vẫn sừng sững bất động, chân không thèm nhích dù chỉ một ly. Còn Dương Bách Xuyên lại bị sức mạnh khổng lồ của ông ta đánh bay ra ngoài. Tuy ánh sáng xanh tỏa ra từ người Dương Bách Xuyên đã khiến nhịp tim của ông ta tăng vọt, nhưng chỉ vậy mà thôi, không còn bất cứ tác dụng hay dấu hiệu gì khác nữa. Thậm chí tới cảm giác khó chịu cũng chẳng có. Trái lại, hiện tại Dương Bách Xuyên đã bị lực lượng lớn mạnh của ông ta làm trọng thương. Tưởng thăng danh nhà ngươi có năng lực gì đặc biệt, hóa ra chỉ là phóng ra vài loại hơi thở có thể hù người mà thôi. Tài cán có bấy nhiêu thì ngoan ngoãn tự. Sát quét cho rồi, đỡ làm giơ tay của bổn tọa, ha ha ha. Yến Vô Lượng vừa cười, vừa mỉa mai Dương Bách Xuyên, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. Hành vi trước kia của thằng nhóc này lúc nào cũng quái đản, báo hại ông ta thấy hơi chùn tay chùn chân, nhưng giờ xem ra dù có lợi hại tới đâu thì chung quy vẫn chỉ là một chân tiên cảnh mà thôi, còn ông ta đây lại là kim tiên đại viên mãn hàng thật giá thật. Là người mà chỉ một bước nữa là chạm đến ranh giới đại la đấy. Dương Bách Xuyên thấy Yến Vô Lượng càn rỡ cười vang thì ung dung lau sạch vết máu nơi khóe miệng, thế rồi trên mặt bỗng xuất hiện ý cười xấu xa, hắn nhìn thẳng vào mắt ông ta, mở miệng nói, thế hả? Có điều hình như ông mừng hơi sớm rồi, ha ha, đánh chúng tiểu ra một trưởng nên vui lắm chứ gì, cứ chờ đó, lát nữa ta sẽ cho ông cười đủ. Nói đoạn, Dương Bách Xuyên nâng một tay lên, từ tốn mở miệng, thanh liên phần thiêu. Những lời Dương Bách Xuyên vừa nói khiến Yến Vô Lượng cảm thấy hơi hoang mang, hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải. Nghĩ vậy, ông ta trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi, danh. Danh con, ngươi nói vậy là có ý gì? Trong mắt Yến Vô Lượng lúc này, biểu hiện của Dương Bách Xuyên quá đỗi bình tĩnh, hoàn toàn không giống một kẻ bại trận, còn bị thương nặng. Vẻ mặt của Dương Bách Xuyên hiện tại rất bình thản, điều này cực kỳ bất thường. Mà với một người có tính đa nghi như Yến Vô Lượng thì càng dễ bị chuyện này ảnh hưởng, sự bất an dần lấn chiếm lấy trái tim ông ta, cuối cùng không chịu. Được nữa đành quay sang hỏi ngược lại Dương Bách Xuyên rốt cuộc là thế nào. Ha ha, lão bất tử à, chẳng lẽ ông không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ông không hề giống bình thường sao? Dương Bách Xuyên cười khẩy. Gì cơ, a a a, ngươi, a a a. Giây sau, Yến Vô Lượng bỗng la lên thảm thiết như heo bị làm thịt. Bấy giờ ông ta mới phát hiện sự bất thường trong cơ thể mình. Bên trong cơ thể ông ta nóng quá, nóng như cái lần trưởng đối trưởng với Dương Bách Xuyên ban nấy vậy. Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ, sức nóng như tỏa ra từ người ông ta, và nó mạnh đến độ ngay cả sức mạnh chí hàn trong người cũng không thể hóa giải nổi. Chỉ trong một cái chớp mắt, cả người ông ta bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Yến Vô Lượng sợ hãi hét toáng lên,
chỉ biết trơ mắt nhìn cơ thể mình dần hóa thành tro bụi trong ánh lửa xanh bập bùng. Lúc này, chuyện duy nhất ông ta làm được chính là kêu la trong đau khổ, "Không! Không, muội muội, muội phu, hãy báo thù cho ta." A a a. Trong giây phút hấp hối, Yến Vô Lượng bỗng thét lên một tiếng dài như để phát tiết cảm xúc không cam lòng của chính mình. Khoảnh khắc âm thanh dừng lại cũng là lúc thân xác Yến Vô Lượng hóa thành một đống tro xanh, tan biến vào đất trời. Ông ta đã bị ngọn lửa xanh ngọc bích kia thiêu rụi từ trong ra ngoài. Vấn đề là rõ ràng lời chăn chối kia chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một tiếng giống giận tỏ vẻ không cam lòng trước khi chết mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy buồn bục vô cùng. Hơn nữa lúc Yến Vô Lượng hóa thành tro bụi, hắn như cảm nhận được có một luồng sức mạnh xông thẳng lên 9 tầng mây. Có điều lúc hắn tập trung tỉnh thần cảm nhận lại thì chẳng thấy có gì bất thường. Dương Bách Xuyên lắc đầu, quảng chuyện này sang một bên, cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Cuối cùng Yến Vô Lượng cũng chết dưới tay hắn, kẻ địch hùng mạnh đã bị loại bỏ, nỗi uất hận trong lòng cũng tan biến. Và hiện tại, Dương Bách Xuyên đã có cái nhìn hoàn toàn mới về cách sử dụng cũng như uy lực của Thanh Liên Tiên Hỏa. Vừa nãy, trong trận so trưởng với Yến Vô Lượng, hắn đã bị tiên lực hùng hậu của ông ta đè bẹp, thậm chí là đánh bay. Tức là nếu xét về mặt tu vi, trước mắt hắn chỉ có thể chiến được với thượng phẩm kim tiên, chứ hoàn toàn không phải đối thủ của kim tiên đại viên mãn. Mà đấy là trong trường hợp đã được Hắc Liên truyền thêm sức mạnh cho rồi đấy, chứ nếu không Hắc Liên cũng như tiên y trên người giúp đỡ thì trong trận so tài ban nấy, Dương Bách Xuyên không chỉ bị thương, hộc máu nhẹ nhàng vậy đâu, mà có thể đã bỏ mạng luôn rồi. May là trong người hắn có Thanh Liên Tiên Hỏa, xem như tuyệt chiêu lúc khẩn cấp, nhưng hắn biết, Thanh Liên Tiên Hỏa chỉ có thể xem là át chủ bài cứu mạng, vì nó chỉ có hiệu quả khi tấn công bất ngờ, chứ nếu dùng như một đòn bình thường để giao đấu với kẻ địch trong tình huống đối phương đang đề cao cảnh giác thì rất dễ bị né tránh. Tỷ như ban nấy, trận so trưởng với Yến Vô Lượng diễn ra quá đột ngột, khi ấy ông ta lại không đề phòng nên hắn mới thành công đưa được Thanh Liên Tiên Hỏa vào người ông ta nhân lúc trưởng của hai bên va chạm. Mọi chuyện sau đó thì dễ làm hơn nhiều. Có thể nói, hắn và Thanh Liên Tiên Hỏa tâm linh thương thông, nghĩa là hắn có thể điều khiển Thanh Liên Tiên Hỏa trong người Yến Vô Lượng thông qua suy nghĩ, từ đó trực tiếp thiêu chết ông ta. Theo tình hình hiện tại thì có vẻ ngay cả Kim Tiên Đại Viên Mãn như Yến Vô Lực cũng phải bó tay chịu trói trước uy lực của Thanh Liên Tiên Hỏa, cơ thể cũng bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Nhưng Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra một khuyết điểm, đó là sau khi sử dụng chiêu này, gánh nặng đè lên người hắn thật sự rất lớn. Nhưng hắn lại cảm thấy đó chẳng phải vấn đề gì to tát, vì với hắn mà nói, tiên hỏa mạnh cỡ này chẳng khác nào tuyệt chiêu chí mạng, nên phải đánh đổi vài thứ cũng dễ hiểu thôi. May là vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Nhưng sau này nếu được thì hắn sẽ cố không sử dụng tới. Hiện tại, Thanh Liên Tiên Hỏa mà hắn thu vào người vẫn còn là một đốm lửa nhỏ xíu, theo lời con chim mất dạy kia thì muốn Thanh Liên Tiên Hỏa mạnh hơn thì cần lấy sức mạnh trong cơ thể tẩm bổ cho nó. Ngọn lửa này có linh, tức có thể trưởng thành, tu vi càng cao thì nó càng mạnh, nhưng đó vừa là ưu điểm lại vừa là khuyết điểm của Thanh Liên Tiên Hỏa. Ngọn lửa có linh, có tính thì cần được tẩm bổ, cái giá khi sử dụng cũng rất đắt, bù lại, uy lực của nó sẽ không khiến chủ nhân phải thất vọng. Nhưng để công dụng lớn nhất của Thanh Liên Tiên Hỏa không phải là chiến đấu, chém giết, mà là luyện chế, tỉ như luyện đan, luyện khí. Đấy mới là sở trường. Dương Bách Xuyên biết nếu chỉ dùng Thanh Liên Tiên Hỏa để đánh nhau thì thật sự quá phí của trời. Ngoài ra, thông qua trận chiến này, hắn đã xác định được phương hướng tu luyện của bản thân. Hiện tại, thực lực của Dương Bách Xuyên vẫn chưa đủ mạnh, nếu hắn vẫn muốn rời khỏi thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, đi tới những vùng đất lớn hơn, thì ít nhất phải đột phá đến cảnh giới Kim Tiên mới được. Chứ chân tiên cảnh còn yếu kém lắm. Thế giới Đại Thanh Tiên Sơn chỉ là một thế giới tiên sơn nhị phẩm. Địa vị của nó trong tiên giới vô cùng bé nhỏ, có thể xem như ngang với thôn Tân Thủ trong trò chơi. Dựa theo những gì Yến Xích Hà từng nói thì tiên sơn ở tiên giới có cả thảy 9 phẩm, xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, nghĩa là những cao thủ tiên nhân sống ở tiên sơn có phẩm cao hơn thì sẽ mạnh hơn, bởi không có thực lực tuyệt đối. Không tồn tại được. Huống hồ chỉ còn có những thế giới tiên sơn vượt ngoài phân loại cửu phẩm, thậm chí là đứng đầu các thế giới tiên sơn, sân khấu tối cao của các cường giả. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bỗng thấy áp lực nặng nề. Ầm ầm ầm. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang ngẩn người nghĩ ngợi, bên tai bỗng vang lên âm thanh rung trời. Hắn quay đầu lại nhìn, vừa hay cũng là lúc trận chiến giữa Tuyết Hương và hai cao thủ Đại La do Yến Vô Lượng mời tới tiến vào cao trào. Dương Bách Xuyên thu hồi đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu,
ngoắc tay với nơi Yến Vô Lượng đã bỏ mình, một chiếc đai lưng tinh xảo tức khắc bay tới. Hắn biết đây là tiên khí không gian, thế nên chẳng chút khách khí mà cất ngay vào bình càn khôn. Chuyện cần làm đầu tiên sau khi giải quyết xong kẻ địch là cướp pháp khí không gian của đối phương, chiếm đoạt tài nguyên tu luyện. Nên đương nhiên hẳn sẽ không từ bỏ cái tiên khí này rồi. Xong xuôi, hắn quay qua nhìn Đỗ Nhân Kiệt, N trợ ta giải quyết hai đại la. Mong tiền bối sẽ ra tay hỗ à? Được, được thôi, đến tận lúc này Đỗ Nhân Kiệt vẫn chưa thể hoàn hồn. Hồi nãy, ông ta đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng toàn thân Yến Vô Lượng bồng. Bốc lên ngọn lửa xanh ngọc bích, để rồi bị thiêu cháy thành cho vô cùng quỷ dị kia. Hung thủ giết chết Yến Vô Lượng lại là một chàng trai trẻ như Dương Bách Xuyên, cứ nghĩ tới là Đỗ Nhân Kiệt lại thấy chấn động. Là trung phẩm chân tiên, thế mà hắn lại đánh bại được Kim Tiên Đại Viên Mãn, năng lực chiến đấu vượt cấp này thật mạnh quá sức tưởng tượng. Mãi tới khi nghe thấy Dương Bách Xuyên dò hỏi, Đỗ Nhân Kiệt mới hoàn hồn, rồi vội vàng đáp ứng. Tính ra thì mặc dù hôm nay, lý do Dương Bách Xuyên có mặt ở đây, một phần là để giải quyết mối thù với Yến Vô Lượng, nhưng phần nhiều vẫn là vì trợ giúp cho Thái Thanh Tiên Môn, và trong chuyện này không thể không kể đến công lao của con trai ông ta, Đỗ Kiệt Bân, ông ta biết Dương Bách Xuyên vì nể mặt Đỗ Kiệt Bân nên mới chạy tới giúp đỡ. Lúc này, cô gái mà Dương Bách Xuyên dẫn theo vẫn đang chiến đấu với hai đại la, hiện tại, toàn bộ người của Thượng Huyền Tiên Môn đều đã bị hạ, chuyện kế tiếp tất nhiên là giải quyết nốt hai đại la, và đây mới chính là kẻ địch hùng mạnh nhất. Dương Bách Xuyên híp mắt, đánh tiếng ra hiệu cho Đỗ Nhân Kiệt cùng xông lên, sau đó nắm chặt kiếm đồ long trong tay, vận nội công, thôi thúc ra chút thanh liên tiên hỏa, rồi bỗng dưng biến mất, lao thẳng về phía chiến trường giữa Tuyết Hương và hai đại la. Tất nhiên Dương Bách Xuyên không tự tin tới độ mình có thể đánh thắng tận hai đại la, nhưng hắn biết Tuyết Hương có cách giải quyết hai người đó. Giờ chỉ cần hắn và Đỗ Nhân Kiệt chen vào gây rối là có thể giúp Tuyết Hương sáng tạo cơ hội liền. Dương Bách Xuyên tự tin tới vậy là bởi vì hắn nhận ra đến tận bây giờ, Tuyết Hương vẫn chưa biến trở về bản thể, chứng tỏ nàng không hề tung hết sức, hoặc cũng có thể là vì mỗi hai đại la này thôi còn chưa đủ đô để nàng phải biến trở về bản thể. Dương Bách Xuyên hiểu rõ thực lực của Tuyết Hương hơn bất cứ ai. Bởi hồi trước, ở dưới đáy hồ, hắn đã từng được lĩnh giáo hơi thở khủng khiếp đó của nàng. Tuy hiện tại Dương Bách Xuyên không thể nhìn thấu cảnh giới thật sự của hai đại la, nhưng nếu xét về mặt khí thế thì chắc chắn hai người đó vẫn còn kém xa Tuyết Hương. Giờ hắn chỉ cần chen vào, giúp nàng cầm chân một trong hai đại la là đủ rồi. Vì vậy hắn mới gọi cả Đỗ Nhân Kiệt theo. Đỗ Nhân Kiệt đã huy động bốn kim tiên của Thái Thanh Tiên Môn cùng gia nhập, dù sao thì hiện tại, toàn bộ đệ tử của Thượng Huyền Tiên Môn đều đã ngã xuống, kẻ địch chỉ còn lại mỗi hai đại la, nên chuyện mọi người cùng hợp tác đối phó cũng là bình thường. Có cô gái mà Dương Bách Xuyên dẫn theo ở đây, Đỗ Nhân Kiệt tin chắc muốn giết chết hai đại la mà Yến Vô Lượng mời tới hoàn toàn không thành vấn đề. Chớp mắt một cái, Đỗ Nhân Kiệt dẫn theo bốn vị trưởng lão kim tiên, tề tựu đông đủ bên cạnh Dương Bách Xuyên. Sơ phẩm kim tiên Yến Xích Hà đứng cách đó không xa cũng bay về phía họ. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, vì sắp tới sẽ phải ác chiến một trận nên Dương Bách Xuyên không chút khách khí mà nói thẳng với Đỗ Nhân Kiệt rằng, các vị tiền bối và ta hãy cùng hợp tác giữ chân một trong số hai đại la, người còn lại cứ giao cho Tuyết Hương xử lý. Đỗ Nhân Kiệt không có ý kiến gì với sự sắp xếp này của Dương Bách Xuyên, vì ông ta biết đây là cách phân chia hợp lý nhất rồi, bèn gật đầu, không thành vấn đề, cứ làm theo những gì Hiền Chất vừa nói. Ta đề nghị chúng ta hãy cầm chân gã đại la cao gầy, bởi gã là sơ phẩm đại la, hẳn xế dễ cho chúng ta hơn một chút. Nhưng mọi người tuyệt đối đừng lơ là, phải thật cẩn thận, vì cao thủ đại la không phải hạng vừa đâu. Dương Bách Xuyên gật đầu tán thành, cảnh giới của hắn thấp nên không nhìn thấu được đại la cảnh, nhưng là kim tiên đại viên mãn, chắc chắn Đỗ Nhân Kiệt có thể phân biệt được rõ ràng. Chỉ khi cảnh giới giữa hai bên chênh nhau một bậc thì mới nhìn thấu được đối phương, còn thua quá xa thì có mà nằm mơ. Thế nên Dương Bách Xuyên mới đồng ý với đề nghị chọn kiềm chân đại la cao gầy, do gã mới là sơ phẩm của Đỗ Nhân Kiệt. Được rồi, xông lên. Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa dẫn đầu tấn công, lưu loát phung kiếm, chém một nhát về phía gã đại la cao gầy đứng cách đó một khoảng xa. Uỳnh! Chỉ trong nháy mắt, nhát chém đã hóa thành luồng kiếm khí dài mười mấy mét, bay thẳng về phía gã đại la cao gầy. Hừ! Đối phương hừ nhẹ một tiếng, trở tay tung một chưởng thật mạnh, chống lại kiếm khí của Dương Bách Xuyên, kiếm khí gần như bị đánh tan ngay lập tức. Có điều, chừng một giây sau, bàn tay của gã bỗng run lên, còn bốc cả khói trắng. Bấy giờ, gã đại la cao gầy chợt ngẩng đầu,
trợn trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Đường đường là cao thủ đại la lại bị một trung phẩm chân tiên đánh bị thương, nếu truyền ra ngoài chắc chẳng ai tin, nhưng thực tế lại chính là như vậy đó. Lúc này, trong lòng tiên nhân cao gầy có hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là tức giận ngút trời. Cơn đau bỏng cháy nơi lòng bàn tay gã lúc này là bằng chứng thuyết phục cho thấy trong kiếm khí của tên chân tiên tóc trắng đứng đằng xa kia có ẩn chứa tiên hỏa cao cấp, bằng không đừng mơ động được dù chỉ là một sợi lông của gã. Chết đi, đúng lúc này, Đỗ Nhân Kiệt dẫn theo 4 vị kim tiên xông tới. Tự tìm đường chết, cao thủ kim tiên cười khẩy một tiếng, sát khí lập tức bao trùm khắp 4 phía. Hôm nay xui xẻo chạm trán một cô gái yêu tộc sở hữu tu vi ngang với đại la cảnh lại mạnh đến độ dù hai đại la bọn họ hợp tác với nhau cũng chẳng đánh hạ được nàng, trái lại còn bị cô gái đó chèn ép đủ đường, đánh mạo uất ức vô cùng, cộng thêm chẳng mấy chốc đám người Yến Vô Lượng đã bị tiêu diệt, tất cả khiến hai gã đại la cảm thấy vô cùng bực bội. Đương nhiên, một kẻ như Yến Vô Lượng có chết cũng chẳng phải vấn đề to tát, họ mới không thèm để tâm làm gì, điểm mấu chốt nằm ở thân phận của Yến Vô Lượng kia. Hay nói đúng hơn là vì trong số các tiểu thiếp của chủ thượng, có một người là em gái của Yến Vô Lượng. Lý do họ rời núi cũng là vì phụng mệnh của chủ thượng, tới làm chỗ dựa cho Yến Vô Lượng. Giờ Yến Vô Lượng đã chết, hai người họ còn bị một cô gái yêu tộc ép đến thở không nổi, chưa hết, tự dưng lại xuất hiện một tên chân tiên nhỏ bé nhưng lại thương tổn được gã, rồi chớp mắt một cái đã bị mấy tên kim tiên vô liêm sỉ bao vây, đánh hội đồng. Không ngoài dự đoán. Lửa giận trong người tiên nhân cao gầy lập tức bốc lên hừng hực, gã há miệng nói to với đồng bạn mập lùn đang chuyên tâm đối phó Tuyết Hương rằng, mập, tạm thời cầm cự một mình nhé, để ta giải quyết đám danh kia trước đã. Tên gầy kia, giờ phút nào rồi mà vẫn còn tâm trạng để ý tới mấy con kiến đó thế, tập trung giải quyết con nhỏ này với ta trước đi chứ. Đại la mập lùn sốt ruột quát, hắn ta biết rất rõ cô gái trước mặt đáng sợ cỡ nào, nếu tên gầy rời khỏi cuộc chiến này, tình hình của hắn ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Có điều. Ngay giây sau, đồng đội heo bỗng phát hiện dường như tên gầy đã bị mấy chiêu khiêu khích của đám Dương Bách Xuyên che mắt, chẳng thèm mảy may để ý tới gã mập lùn mà thẳng thừng xoay người lao về phía Dương Bách Xuyên. Chết tiệt, quay lại đây nhanh, tên mập lùn hốt hoảng mắng lớn. Nhưng tên gầy vẫn bất chấp tất cả mà rời đi, xông vào giữa đám Dương Bách Xuyên. Đại la mập lùn tức sắp khóc, càng đánh, hắn ta càng kinh hoàng trước sức mạnh khủng bố của cô gái yêu tộc, giờ tên gầy đã rút lui. Hậu quả là áp lực đè trên người hắn ta tăng vọt, bắt đầu liên tục bại lui. XKX. Dương Bách Xuyên thấy đại la cao gầy rút khỏi trận chiến với Tuyết Hương thì mừng thầm trong lòng, kế hoạch của hắn đã thành công. Mục đích của hắn không phải giết chết tên đại la này, mà là chia sẻ bớt gánh nặng với Tuyết Hương, chờ tới khi nàng giải quyết xong đại la mập lùn, quay sang hợp lực với họ diệt trừ tiên nhân cao gầy thì sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Ầm ầm ầm. Mấy đòn tấn công của Đỗ Nhân Kiệt cũng bị đánh tan từ xa, nhưng họ không nao núng, vì từ đầu đã không có ý định giáp lá cả, chỉ cần dây dưa quấn chân gã là được. Đám tiểu bối đáng ghét, đi chết đi. Bấy giờ, đại la cao gầy bỗng trở tay, tung ra hai trưởng cực mạnh, tiên lực bùng nổ, chớp mắt đã phá tan được chiêu thức của Đỗ Nhân Kiệt và 4 trưởng lão kim tiên. Thấy vậy, Yến Xích Hà bên cạnh Dương Bách Xuyên tính ra tay, lại bị Dương Bách Xuyên ngăn cản, Yến Xích Hà, né sang một bên đi. Người đấu không lại gã đâu. Kỳ thật, họ Dương nào đó cũng ích kỷ lắm. Hiện tại Yến Xích Hà là người hầu của hắn, tuy vừa mới tấn thăng lên sơ phẩm kim tiên, nhưng vẫn chưa đủ trình để đấu với Đại La, làm vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, mà Dương Bách Xuyên cũng chẳng muốn Yến Xích Hà chết. Hắn ta mới làm người hầu cho mình chưa được bao lâu mà, tuyệt đối không được chết. Nói xong, hắn lập tức chấp thời cơ vung kiếm, chém một nhát về phía gã Đại La cao gầy. Âm! Danh con vô liêm sĩ, lão phu phải giết chết ngươi. Đại la cao gầy thuần thục hóa giải toàn bộ chiêu thức của Đỗ Nhân Kiệt, ngay lúc định thừa thắng xông lên, giết chết Đỗ Nhân Kiệt thì lại bị một kiếm của Dương Bách Xuyên cưỡng chế dừng tay. Trong cơn tức giận, gã lập tức đổi hướng, muốn làm gỏi Dương Bách Xuyên, nhưng vào ngay thời khắc quan trọng thì nhóm của Đỗ Nhân Kiệt lại đứng từ xa quấy rối. Điều này khiến gã càng thêm điên tiết, thật ra, đây chính là kế hoạch mà Dương Bách Xuyên và Đỗ Nhân Kiệt đã bàn bạc từ trước. Họ sẽ thay nhau né tránh, nói đơn giản là dùng mọi cách làm phân tâm gã tiên nhân cao gầy, tuyệt đối không được đấu trực diện với gã. Thực lực tổng hợp của nhóm bọn họ, tính cả Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà thì tương đương với 6 kim tiên, tuy chưa đủ mạnh để giết được tên sơ phẩm đại la cao gầy, nhưng chỉ cần không đấu trực diện thì vẫn đủ sức kéo dài thời gian, mà tên đại la cao gầy cũng chẳng làm được gì họ trong thời gian ngắn.
Ở bên kia, Tuyết Hương bắt đầu tấn công dồn dập tên đại la mập lùn. Không có gã đại la cao gầy đứng bên cạnh gây rối, những đòn đánh đổ dồn về phía tên đại la mập lùn ngày càng sắc bén, vết thương trên người tên đại la ngày càng nhiều, miệng phun đầy máu tươi, ý chí chiến đấu cũng chẳng còn, trong đầu chỉ còn mỗi ý định bỏ trốn. Cũng vì vậy mà hắn ta đã vô tình để lộ sơ hở cho Tuyết Hương bắt được, trong ánh hào quang bàng bạc lóa mắt, trưởng của cô lập tức hóa chảo, chỉ một cú vồ là đủ khiến đầu của tên đại la mập lùn nát bấy. Mặt khác, tên đại la béo lùn vừa ngừng thở, gã đại la cao gầy lập tức nhận ra ngay, hệt như mọc mắt sau gáy. Gã không chút do dự tung trưởng, tấn công hai vị trưởng lão kim tiên đứng bên cạnh Đỗ Nhân Kiệt, hậu quả là trong số hai người đó, sơ phẩm kim tiên thì chết tươi tại trận. Trung phẩm kim tiên cũng bị thương nặng, tới độ ho ra máu. Kế tiếp, gã đại la cao gầy bay vọt lên trời, ba chân bốn cẳng xoay người bỏ chạy, không hề ham chiến tí nào. Thật ra, trực giác của gã đại la cao gầy đã mách bảo cho gã biết từ trước. Rằng con nhóc kia rất khó đối phó, thế là gã bèn thừa cơ Dương Bách Xuyên vung kiếm, chém một nhát về phía này để thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt đó, bởi gã không hề muốn đánh nhau với con nhóc kia. Tương tự như vậy. Khi thấy Tuyết Hương giết chết tên đại la mập lùn, gã cao gầy lập tức không chút do dự mà vắt giò lên cổ bỏ chạy, còn cố tình chọn phương hướng càng xa gã mập lùn càng tốt. Nguyên nhân là vì cảm giác Tuyết Hương mang tới cho gã quá nguy hiểm, tới độ gã chẳng còn tâm trạng dây dưa với Dương Bách Xuyên và Đỗ Nhân Kiệt nữa mà xoay người chạy thẳng một mạch, chứ còn nán lại thì có khi phải bỏ luôn cả mạng cũng nên. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân mới nhận ra không phải mấy người họ đủ khả năng giữ chân được gã đại la cao gầy. Mà do ngay từ đầu người ta đã không có ý định đấu nghiêm túc với họ. Tuyết Hương, đừng để hắn thoát. Dương Bách Xuyên chỉ sững sờ một giây rồi lập tức hoàn hồn, vội vàng hét lớn về phía Tuyết Hương vì hắn biết, hiện tại chỉ có mình Tuyết Hương mới cầm chân được gã tiên nhân cao gầy đang bỏ chạy kia. Biết rồi, Tuyết Hương đứng cách họ một khoảng vội ứng tiếng đồng ý, kế tiếp, toàn thân nàng tỏa chiếu ánh sáng bạc rực rỡ. Gào, tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Hóa ra Tuyết Hương đã biến trở về bản thể là một côn long dài hơn 100 mét. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, con rồng lập tức bay xa thật xa, chẳng bao lâu sau, Dương Bách Xuyên và mấy người Đỗ Nhân Kiệt chợt nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết truyền tới từ đằng xa, là giọng của gã tiên nhân cao. Gầy, Dương Bách Xuyên biết Tuyết Hương đã thành công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 156.